nhưng mà đa phần là gì? Liệt sanh, nghĩa là nó nghịch lại với mình. Như vậy thì mình muốn độ cái đứa này á, phước đức mình mỏng manh, nghiệp lực mình với nó sâu dày thì cũng khó lắm. Chỉ trừ khi nào mình tu tập sám hối và mình chuyển cái nghiệp của mình trách móc nó. Ví dụ mỗi lần mình thường mà nó làm gì cái mình hay trách nó, mình hay quở nó: mày con mà như thế này thế kia, đừng có quở. Cái là một lần nói mình trách móc, mình hờn giận nó là mình chồng chất thêm cái oán giữa mình với nó, thì cái giải nghiệp giữa mình với nó chậm. Bây giờ mình biết rằng mình có những đứa con như vậy, thôi mình chấp nhận và đồng thời mình xin sám hối để giải cái nghiệp cho mình với nó. Một khi mà Pháp Hòa nói ví dụ như mình đó là bệnh nhân, thuốc đó là chữa bệnh. Thuốc thì không, thuốc là đã có cái chất thuốc rồi, nhưng mà giờ cơ thể mình không tiếp nhận được viên thuốc này, thì thuốc này dù có chất thuốc cỡ nào cũng vô bổ. Vậy thì trước hết mình phải làm sao chuyển hóa bản thân mình cho đủ chút, có một chút xíu nội lực, cái phước để tiếp nhận một viên thuốc vào. Thì cũng như thế đứa con đó mình không dám mong là nó thay đổi, nhưng mà trước hết mình làm sao mình thay đổi mình. Có đôi khi cái cách hành xử của mình nó cũng biến đứa con đó thành đứa liệt sanh nữa, chứ không phải tự động nó muốn nữa. Nhiều khi cái cách sống của mình, cái cách đối xử của mình với nó, mình cũng biến nó thành một đứa liệt sanh. Và nhiều khi nó cũng có một chút, nó có một chút xíu đó rồi, mà cái cách mình dạy nó, cái cách mình sống với nó, cái cách mình đối xử với nó, mình đã vô tình làm cho nó trở thành một đứa liệt sanh, chứ bản chất nó cũng chưa hẳn là một đứa liệt sanh hẳn nữa. Cho nên đôi khi mình cũng phải nhìn lại cái cách mình treat một đứa nhỏ. Đôi khi mình khó dễ với nó quá, như thế này thế kia, thì đôi khi mình làm cho nó trở thành. Pháp Hòa có một cái người Pháp Hòa biết đó, bà không phải là người Việt Nam, bà rất là thương con, nhưng mà cái cách thương của bà đó là đánh đập dữ lắm. Nó ăn no rồi, bà hễ mà bà thấy cái gì ngon là bà cứ ép nó ăn, bắt nó ngồi nhôn ép vô là một. Cái thứ hai á, cái tánh nóng tánh lắm, mỗi một lần mà giận nó là đánh nó, là nó dở lưng ra là thấy lằn, thấy vết á, mà nó đâu có dám nói. Có một lần đó bà đánh mà nó lên mũ luôn á, cái lưng của nó nổi mũ lên luôn. Thì quý vị biết không, nó nuôi cái hiềm hận đó trong lòng. Thì một hôm vô tình á, hai vợ chồng gây gỗ với nhau, bà đã vô tình, bà ông chồng tức á, lên nhồi máu cơ tim chết. Ông chồng chết vì một trận hai vợ chồng gây với nhau. Thật sự ra không phải bả đánh ổng, nhưng mà gặp xui cho bả là ngay lúc ổng lên cơn bệnh tim, đứng tim chết, sẵn dịp gọn thừa bả luôn, vợ tù. Thì quý vị thấy là không phải là nó xấu, nhưng mà tại vì hồi nhỏ mà cái cách mình hướng dẫn, mình dạy nó, mình đã biến thành cho nó thành một đứa liệt sanh. Lẽ ra là nó tùy sanh. Có những đứa mà nó ưu sanh thì hiếm rồi, mà cái đứa tùy sanh là do mình chuyển hóa nó. Thật ra nghiệp cũng có thể chuyển, dù không 100%, cũng một phần nào. Thì thôi bây giờ lỡ đứa nào mà nó sanh ra thật sự nó là một đứa liệt sanh, thì mình phải sám hối giải nghiệp và bớt cái sự trách móc oán hờn nó, mà mình chấp nhận nó là một đứa con của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một đứa con sanh ra bệnh tật mình cũng phải nuôi thôi, nhưng mà đứa đó nó bệnh tật thân. Thì có những đứa nó sanh nó bệnh gì? Nó bệnh tâm. Nó không bệnh thân mà nó bệnh tâm, cọc cằn, nóng nảy. Thì cái cách mà mình trị cái bệnh tâm đó là do mình dụng tâm của mình chữa nó, mình dụng cái đức, cái phước tu tập của mình chuyển nó. Chứ người đời mình cũng phải chuyển vậy thôi. Pháp Hòa có các vị đệ tử đi xuất gia, mà trong 10 đứa phải có một đứa nó nghịch. Nó lấy cây nó đánh người khác, mà hỏi tại sao con đánh em? Nó for fun, đánh cho vui. Quý vị thấy không? Rồi mình muốn lấy, mình phải dỗ nó một cái, mình nói đi phanh đâu, nó trợn mắt, là nó là chọc tức mà nó giả. Trời ơi, cái đó lên tới đây luôn không? Bởi mấy Phật tử hỏi thầy có bị cao máu không? Pháp Hòa nói dạ máu thì sẵn cao, đợi trào nữa. Trào máu. Mình tu cũng vậy, trong số đệ tử mình cũng có những người đệ tử liệt sanh, chứ không phải là ưu sanh hết, hay là tùy sanh hết đâu. Cho nên mỗi người mỗi phước mỗi nghiệp. Nhiều khi mình được cái phước phần về làm ăn mà không được phước phần con. Nhiều khi mình được phước phần con, không được phần chồng, tình cảm gia đình. Nhiều khi mình được cái phước phần tình cảm gia đình thì bù lại công ăn sự nghiệp không xong. Nhiều khi mình được cái phước cái phần gia đình nhỏ của mình mà mình lấn cấn với gia đình chồng, gia đình vợ, thấy không? Có nhiều khi á, mình sau mình vô tình mình hành xử, mình làm cho người vợ rất khó xử là vì mình không nhìn bên vợ. Cả năm mình không tới thăm. Tại đối người vợ mỗi lần mà đi về thăm bên vợ của mình á, người ruột thịt của mình là phải tìm mọi cách để nói dốc, bào chữa cho ông chồng mình. Dạ bữa nay ông bận, ông bệnh, ông đủ kiểu hết mà quanh năm suốt tháng có việc mà chưa bao giờ về thăm. Nó thành thử ra cái đó cũng tùy theo cái do đời sống của mình đó, mình sống theo cái tập nghiệp của mình một phần, rồi mình cũng biến người khác trở thành ra cái nghiệp chướng, cái oan trái của mình. Thì thôi bây giờ ai mà có đứa con vậy thì ráng sám hối, ráng tu tập, rồi nhìn là cái cách hàng ngày mình đối xử với nó. Quý vị như bây giờ quý vị nấu cơm cho nó ăn á, quý vị chú nguyện vô đó đi, nguyện cho con của con nó ăn cơm này nè, tánh tình nó bớt nóng nảy, tâm tánh nó thuần hòa. Tại vì khi mình nấu ăn á, mình gửi cái lòng từ bi mình vô đó, mình niệm Phật, mình nghe Pháp. Cái thằng quỷ này đi hoài không có nhà nấu mà vừa nấu vậy. Nó ăn cho no thay nữa đi. Thì mình cũng chú nguyện đó, mình chú kiểu đó đó, thì nó ăn nó phải nổi nóng theo mình rồi, phải không? Thay vì mình tức tối mình vừa nấu mình vừa chú kiểu đó, mình nói cách ngược lại, phải không? À, nữa nhiều khi quý vị mở Pháp của thầy ở nhà chứ quý vị đâu có nghe đâu, quý vị tâm lòng đó. Rồi thầy lại nhảy kệ thầy. Lỗi rồi. Cho nên tại sao em biết hết chuyện nhà. Xin thầy Quang Hỷ giải thích dùm con ý nghĩa pháp danh Phổ Như và từ Huệ Mỹ. Phổ là rộng, Như là không thay đổi, nghĩa là tâm hay là bất cứ cái gì thiện lành ở nơi mình luôn luôn rộng rãi và bất biến. Từ là từ bi, huệ là trí huệ, mỹ là đẹp, nghĩa là người vừa có lòng từ vừa có trí tuệ rất là đẹp. Ngày hôm qua Pháp Hòa có kể câu chuyện vui về chuyện pháp danh đó. Đa số Phật tử nghe tên mình đôi khi không thích, tại mình không hiểu cái ý, phải không? Rồi cái mình cứ lên mình complain với lại thầy, sao thầy đặt tên con xấu. Có cái cô đó đó, cổ pháp danh là không thích. Bữa nọ cổ viết tờ giấy lên, cổ hỏi Pháp Hòa, cổ nói thầy ơi pháp danh không thích thì sao? Tưởng đâu cổ hỏi là cổ không thích cái tên cổ, mình ngồi mình giải thích hết một buổi luôn. Cổ nghe cổ chịu hết nổi, cổ giơ tay cổ nói pháp danh con là không thích. Chứ không phải con không thích tên con. Có nhiều cái pháp danh nó đứng đầu chữ không. Con thường ngủ mơ thấy một bé trai rất kháu khỉnh, nhưng lúc nào cũng thấy bé chết trước mặt con và con khóc nức nở, đến giật mình cũng khóc. Xin thầy giải đáp dùm con. Nó khóc mà mắc gì thầy giải đáp. Cái này thường bị lắm. Người khác làm bắt người khác chịu. Thưa đại chúng là trong chim bao á, khi mình ngủ mình có những cái giấc mộng đó, nó cũng có 5 trường hợp mình nằm mộng. Do thân thể mình không khỏe mình nằm mộng cũng có. Do tâm lý mình thường suy nghĩ về một cái gì đó mình hay niềm chim bao cũng có. Do cái túc nghiệp đời trước, có thể đứa nhỏ này nó đã từng là đứa con của mình rồi trong nhiều đời, hoặc là nó đứa con đó nó chết mà nó làm một lần, nó làm cho mình đau đớn, mình khắc ở trong tâm hết đời này sang đời khác, cho nên đời này mình vẫn chim bao thấy là cái cảnh cũ. Cái này là cái cảnh của quá khứ chứ không phải hiện đời. Ví dụ vậy nè, ví dụ như mình đang đi trên đường, mình lỡ mình cán một con gà chết và từ đó nó ám ảnh mình. Nó ám ảnh mình mà 30 năm sau mình thấy con gà mình vẫn rùng mình. Hay là mình thấy ai mà lái xe sắp sửa đụng một cái gì là mình hốt hoảng lên. Cái đó là cái quá khứ của mình. Thì hiện đời này cũng có những quá khứ như vậy. Thì có những giấc chim bao nó cũng tương tự như vậy. Cho nên chim bao nó có 5 loại ha. Một là thân, hai là tâm lý mình suy nghĩ, ba là quá khứ, bốn là thiện thần nhắc nhở, năm là quỷ thần quấy phá mình. Tùy theo cái. Nhưng mà ở trường hợp này có thể đứa nhỏ này đã từng là con mình và nó đã chết vì mình thương nó quá, mình nó hằn ở trong tâm mình, trong cái tàn thức mình sang tới đời này. Bây giờ muốn như vậy thì mình nên tụng kinh hồi hướng, cầu nguyện cho đứa con siêu thoát để đừng thấy cảnh này nữa. Ông xã con ngày xưa có học kinh và đã được làm phép vào đạo Thiên Chúa. Bây giờ ông xã con lập gia đình với con và được nghe Pháp Thầy giảng nhiều. Bây giờ xin quy tâm bảo như vậy có mắc tội không? Nếu mà mình nghĩ rằng á, mình quy y á, để mình theo một đạo giáo á, thì mình khó chịu lắm. Tại vì mình có cảm giác như bỏ này bắt kia vậy đó. Nhưng mà đặc biệt cái quy y của đạo Phật, nó không có nghĩa là mình đi theo một tôn giáo, mình trở thành tín đồ. Mà sâu sắc hơn quy y đó, để mình phát nguyện sống cuộc đời lành thiện. Mình trở thành một tín đồ của một đấng nào đó không quan trọng bằng mình trở thành một người sống lành thiện cuộc đời này, nó quý hơn. Cho nên quý vị phải nên tiếp nhận cái pháp quy y này như là một cái pháp để mình tu sửa bản thân, làm giàu cho đời sống của mình hơn nữa. Pháp Hòa đã từng truyền tam quy năm giới cho những con chiên, những vị Thiên Chúa, những vị tinh lành. Và các vị này vẫn giữ truyền thống của mình chứ không có gì thay đổi. Nhưng mà tiếp nhận năm giới tu tập. Tại sao? Vì năm giới này quý vị nghiệm coi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Có phải đạo Phật mới cần làm mà các đạo khác cũng làm không? Đã là con người sống ở đời này đều cần giữ này cái này hết để bảo vệ hạnh phúc của mình. Vậy thì đâu phải Phật giáo mới cần hạnh phúc mà giữ này, rồi những người khác không cần hạnh phúc mà không cần giữ. Ai muốn có hạnh phúc, 5 điều này cần phải giữ hết. Và 5 điều này là cho con người chứ không có liên hệ gì đến với một cái đạo giáo nào. Cho quý vị đừng ngại cái chuyện đó. Rồi bây giờ ngược lại, có những Phật tử của mình rồi bỏ Phật đi theo Thiên Chúa giáo, không lẽ mình nói tội. Mà nếu bắt tội kiểu đó là tội dữ dịu rồi lắm. Tại kiếm con chiên mà bỏ qua Phật là ít à. Mà kiếm Phật mà bỏ qua chạo Chúa là nhiều thằng không kể hết. Nội cái lấy chồng lấy vợ là mất rồi. Phải chi mà xuất giá tùng phu giữ cái luật đó là mình ok. Nghĩa là anh chồng đạo Chúa, vợ đạo Phật chấp nhận theo chồng. Nhưng mà ngược lại, nếu chồng đạo Phật mà vợ đạo Chúa, vợ theo chồng, xuất giá tùng phu. Còn này xuất kiểu nào cũng tùng hết trơn, làm ăn lỗ lã quá. Mà chấp nhận lỗ vậy bao nhiêu năm mà không nói à. Cho quý vị tiếp nhận pháp tam quy ngũ giới đó như cái tinh thần là tiếp nhận một chất bổ dưỡng để nuôi đời sống tâm linh mình. Khi mà mình có một đứa con bệnh, không cần biết cái gì hết, ai chỉ cái gì mình theo nấy. Có không? Pháp Hòa biết có nhiều vị nha, Phật tử đó, nhưng mà giái Quan Âm riết không linh, giái qua Ca Diếp. Có không? Bán nhà không được, khấn Ca Diếp bán được. Ca Diếp linh. Như vậy thì quý vị, Pháp Hòa nói vậy để ví dụ. Khi tâm thức mình, khi đời sống mình nó khổ đau là mình phải đi cầu thuốc để chữa bệnh. Như con mình bị bệnh, khi mình gặp nạn là bất cứ cái gì, cầu ai, khấn ai, van xin ai mình làm hết, miễn sao con mình hết bệnh. Thì tâm mình là một đứa con của mình, nó bệnh tật quá chừng thì mình phải đi cầu thuốc nào để mà cứu chữa nó. Quý vị nào cũng sợ bệnh, nó nghe thuốc bổ cỡ nào cũng uống hết, Fucondan rồi sữa ông chúa gì là giới thiệu ở đâu, order kiểu nào mình quấy hết. Tại sợ bệnh lắm thì mình sợ bệnh mình mới tìm thuốc bổ mình uống đó. Thì cũng như thế, mình đi tìm cái phương pháp tu tập đó, không phải là mình tin một cái đấng đó tối cao nào để chờ cái đấng đó rước mình lên trển sau khi chết, mà mình đang đi tìm một công thức, một phương pháp để chuyển hóa đời sống khổ đau của mình. Thì năm giới là nền tảng căn bản nhất để chuyển hóa mọi khổ đau. Tất cả mọi khổ đau trong đời sống này quý vị nghiệm coi, phần lớn gây lộn là do nói. phần lớn gây lồ khổ đau bệnh tật là do ăn uống. Cho nên giới thứ năm, sợ sự hiểu lầm của nhau là do mình nói chuyện. Cho nên giới thứ tư, bệnh tật đủ thứ trong xã hội, gia đình đổ vỡ do giới thứ ba. Rồi trộm cướp tràn lan trong xã hội là do không giữ giới thứ hai. Ai cũng muốn dành đời của phần mình hết, cho nên sanh ra giới thứ nhất, vân vân. Vậy thì tất cả những thể tệ nạn có cái gì thì Đức Phật đưa ra phương thuốc đó để chữa. Tâm của chúng sanh bệnh gì thì Phật Pháp có thuốc đó. Thế thì mình tìm phương pháp của Phật, không phải mình thần thánh quá Đức Phật, mà chỉ mong tiếp nhận một chất dược để chữa tâm bệnh, thân bệnh của mình thôi. Thì năm giới này là phương thuốc chữa mọi căn bệnh, nhất là căn bệnh đời sống của con người hàng ngày. Vậy thì có tội không? Không. Mình đi tìm thuốc về tứ cây cho nó bổ dưỡng, cho thân tâm bổ khỏe, không có tội. Mong Thầy Quang Hỷ giải thích. Như Thầy đã từng giải thích, nếu bệnh nhân tự nguyện hiến những bộ phận trong người sau khi mất thì ok. Nhưng nếu người mất không nguyện vọng mà sau khi mất bệnh viện hỏi xin những bộ phận còn tốt thì thân nhân phải trả lời thế nào cho đúng. Pháp Hòa có một em Phật tử, nó đi du học. Thì năm đó nó vừa được nhận vô đại học, năm đầu tiên mới vừa được nhận vô thôi. Thì một buổi sáng đi qua đường, băng qua đường đi học, bị xe đụng chết. 20 mấy tuổi, sức khỏe còn rất cường tráng. Do tai nạn xe cho nên toàn thể bộ phận em còn tốt hết. Thì lúc đó bác sĩ mới hỏi là bây giờ em nó còn tốt lắm, có muốn hiến nó cho bao nhiêu người đang chờ không? Thì chú của nó chạy tới hỏi nó: bây giờ con bị tai nạn vậy, con sắp mất đó, con sắp bỏ cái thân này rồi. Bây giờ bao nhiêu cái mắt, tai, bộ phận trong người con còn tốt lắm, con muốn hiến cho mọi người để làm phước không con? Nếu mà con đồng ý thì con biểu lộ. Thì trong đó nó biểu lộ nháy mắt. Thành thử ra hoặc là mình khấn cái người đó, anh hay chị hay ba má gì đó, mình biết thân này là giả, lúc đó mình khai thị cho họ. Tại lúc sống có thể họ chưa ready cái chuyện đó, nhưng khi họ gặp cái cơn vô thường tới thì cái sự giác ngộ nó cao lắm. Mình khai thị là người ta nghe liền. Đời là giả tạm hết, thân này là tứ đại. Giờ trước khi mình trả về cho các bụi mà sử dụng được, làm phước được, xả bỏ. Nói làm sao mà cho cái người đó phát tâm, khấn họ, rồi thì mình hiến cho khoa học. Sẵn đây Pháp Hòa nói cái vụ đồ đạc của người thân mất. Ví dụ như người thân mình đó, họ mất mà còn đồ tốt đó, quý vị đừng có dọn phòng của họ liền trong 49 ngày. Trong vòng 50 ngày đừng dọn gì hết, để yên đó. Tại vì sao? Vì mình phòng ngừa cái chuyện là họ còn dính mắc tiếc của. Rồi cái từng cuối cùng trước khi mình đem cho, mình khấn họ cái: thôi anh, bây giờ anh đã mất rồi, đồ đạc này của anh không còn xài được nữa, thôi anh hoan hỷ cho gia đình đó, cho những người nghèo, những người ta cần hơn, mình có phước ha, không có gì giữ được đâu. Nói vậy xong, khấn họ xong, khai thị họ xong, đem cho. Có cái anh đến tự vận, anh chết đó, đồ đạc của anh xài toàn đồ hiệu không. Thì khi đó gia đình đem lên cho Pháp Hòa, mở ra thấy còn đồ tốt không. Thì mình cũng lâm râm, mình nói hôm nay anh về chùa anh ở rồi, thôi mấy cái đồ tốt này cúng vô chùa cho các thầy, các Phật tử xài. Có bà cụ đó, con cái mới mua cái giường, nằm chưa được bao lâu cái chết, cái gia đình cho chùa cái giường. Ai vô ngủ bà cũng đuổi hết, ai về ngủ bà cũng nói trả giường lại cho bà. Các vị vô nói cho Hoàng nghe là có một cái bà nào cứ tôi bà, một người nói, hai người nói, ba người nói, nhiều người nói giống nhau. Pháp Hòa biết cái giường đó chủ nhân là ai, cho nên Hòa đến ngay cái hình của bà cụ đó. Pháp Hòa thắp hương và nói: bà cụ ơi, Bây giờ con cái bà thương bà mua cho bà cái giường này, bà nằm mà bà chưa có hết bà đi. Nhưng mà bà nhớ rằng một đời ta, ba đời nó, thôi bây giờ mình không xài để cho người khác xài. Mà đặc biệt là các bác Phật tử ta làm công quả chùa đó, ta nằm mình cũng có phước. Bây giờ mình về chùa mình ở rồi, mình về chùa mình ở rồi, các Phật tử ta về ta công quả mình cúng cho ta nằm thì có phước. Thôi đừng có dính mắt nữa nha. Nói vậy xong rồi từ đó về sau là không có thấy bà cụ đó về. Dựa theo phương thức tu tập Phật giáo chia làm 3 tông: Mật tông, Thiền tông, Tịnh độ tông. Như vậy Thiên Chúa giáo có thể nói là một hình thức Tịnh độ tông, phải không? Thưa đại chúng, mà trước khi nói này Pháp Hòa xin giải thích một chút. Đúng ra là đạo Phật không có tông gì hết đó. Đạo Phật không có tông gì hết đó. Đức Phật không có chia tông gì hết đó. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất đó, các tổ mới phân chia các cái bài pháp của Đức Phật theo thể loại. Rồi bây giờ các tổ mới lập ra một cái tông để chuyên về cái đó. Thì chữ tông này là gì? Là tông chỉ. Nói tông chỉ nghĩa là tôn chỉ, mục đích. Ví dụ như mình lập một cái hội, phải có tôn chỉ của lập hội là gì? Ví dụ mình nói lập hội thanh thiếu niên, mình nói tôn chỉ là để phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam ở xứ người, vân vân. Thì cái tông chỉ là vậy đó. Vậy thì bây giờ các tổ mới chia ra Tịnh độ, Luật tông là gì? Là để chuyên về cái đó. Ví dụ như chỗ nào mà chuyên ngồi thiền là kêu Thiền tông. Chỗ nào mà chuyên niệm Phật cầu vãng sanh là Tịnh độ tông. Chỗ nào chuyên nói về luật giới cho người tu gọi là Luật tông. Chỗ nào chuyên tụng Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa gọi là Pháp Hoa tông. Như vậy là các tổ chia ra tổng cộng là 10 tông. Nhưng mà mới 10 tông đó là phải nói rõ là 10 tông của Phật giáo Trung Hoa, chứ còn nguyên thủy đạo Phật không có tông nào hết. Rồi bây giờ ở đây câu hỏi là người niệm Phật có tương đương với Thiên Chúa giáo không? Bởi vì cái ý nói là bởi vì bên Thiên Chúa giáo là mình chết mình về thiên đường. Còn Tịnh độ tông chết đi đâu? Về Tịnh độ. Cũng là cái ý đó thôi. Tức là mình tin rằng mình ráng mình niệm Phật, mình tu thiện trong đời này để mai mốt mình có mất đi, mình được vãng sanh về một cái cõi nào đó gọi là cõi Cực Lạc Tây Phương, có giáo chủ ở đó là Phật A Di Đà. Thì đó cũng là một hình thức. Và bên kia cũng là hình thức Tịnh độ. Nhưng mà Tịnh độ của người ta là gì? Trước hết chữ Tịnh độ là gì? Tịnh là trong lắng, độ là nơi chốn, là quốc độ. Như vậy Tịnh độ có phải duy nhất của Phật Di Đà không? Hay là Phật nào cũng có Tịnh độ? Phật nào cũng có Tịnh độ hết. Ví dụ như bây giờ mình kính ngưỡng Phật Dược Sư thì mình về Tịnh độ Đông Phương. Mình kính Phật Di Đà thì mình về Tịnh độ Tây Phương, Cực Tây Phương. Cho nên Tịnh độ thì không hẳn chỉ là Cực Lạc Tây Phương, mà ở đâu cũng có Tịnh độ. Vậy thì Phật Thích Ca có Tịnh độ của Ngài không? Ở đâu? Ở đâu? Ta Bà nè. Tịnh độ của Phật Thích Ca là cõi này nè. Tại vì sao? Tại vì Phật lấy cõi Ta Bà làm tiêu chuẩn để độ sanh. Ta Bà còn gì? Còn giành giật, còn hơn thua, còn tị hiềm. Đó, Tịnh độ của Phật Thích Ca còn đầy dãy này nè. Cho nên Phật Thích Ca phải có mặt ở đây để nói pháp này pháp kia, lấy cái cõi này làm cái quốc độ của mình. Ví dụ như bây giờ mình ở Canada nè, mình đi về Việt Nam, mình đi đâu, người ta hỏi chị ở đâu? Nó ở đâu? Canada. Bây giờ quý vị ở Toronto, quý vị ở miền Đông Canada, quý vị Pháp Hòa ở miền Tây Canada, nhưng mà quốc độ chung của mình là quốc độ gì? Canada. Như vậy thì chúng ta cũng có quốc độ của mình. Mỗi người đều có quốc độ của mình. Đó là quốc độ bên ngoài. Quốc độ bên trong là gì? Là cõi tâm của mình. Thể tâm mình mà tịnh là tịnh độ. Tâm mình mà phiền não khổ đau gọi là uế độ. Vậy thôi. Vậy thì bên Thiên Chúa lấy làm chuẩn là đức tin để về cõi Chúa. Tịnh độ là cũng có tính nhưng mà chưa đủ, phải đi xa hơn là nguyện rồi hành. Đủ 3 yếu tố đó được về tịnh độ. Vậy thôi. Con xin hỏi một câu hỏi Có khi sự đam mê thì có thể giúp cho tính an lạc, chẳng hạn đam mê âm nhạc giúp cho nhạc sĩ hoặc người chơi nhạc tránh được khổ lụy trong đời sống. Sự ham mê này có lợi và hại thế nào cho đường tu tập của người Phật tử? Thưa đại chúng, khi mình nghe nhạc, hát nhạc là chúng ta thường gọi là giải trí. Nghĩa là khi mình làm mệt mỏi trong cuộc sống, đôi lúc cũng có một chút âm nhạc để nó làm giải khuây. Điều đó không có sai. Nhưng mà nếu so ra những cái âm nhạc mà bi lụy thì nó cũng làm cho tâm hồn mình bi lụy một phần nào theo những bản nhạc đó. Cho nên lợi thì cũng có, nhưng mà lợi hại nhiều hơn lợi. Thí dụ mình đã nghe bản nhạc buồn coi, mà đa số khi nào mình nghe nhạc buồn, khi nào mình buồn á, nghe nhạc buồn cho nó tăng trưởng cái buồn lên, cho nó quằn quại lên. Đâu có, ít có người nào mà đang buồn cái mở nhạc "Em ơi có bao lâu". Đâu có ai, ít ai. Người nào mà buồn là phải kiếm những bản nhạc mà nó rầu rĩ, nó thối ruột á, nghe. Nói theo ngoài đời chút nghe cho nó đã. Thực sự ra có phải là mình lụy theo không? Cho nên những cái bản nhạc á, nó không có gì tội lỗi, nhưng mình phải thấy được lúc nào mình nên nghe và mình nghe bao nhiêu. Pháp Hòa nhớ quý vị biết Ngài Ca Diếp á, Ngài tu khổ hạnh phải không? Mà Ngài tu khổ hạnh thì Ngài ăn cực, Ngài ở cực lắm. Vậy mà có một ngày á, Ngài ngồi trong tịnh xá mà có một đoàn hát đi ngang, họ đánh nhạc lên á: "Đường về hôm nay tối thui, cô không thấy tôi, cô đùng tôi, cô nói tôi đuôi". Hát nhạc. Gì cái bài gì mà "Thờ ấy xa xưa có một chàng du đáng". Đó thì Ngài ngồi trong nhà, trong tịnh xá vậy, mà Ngài nghe ngoài này đánh nhạc, mà Ngài đứng dậy, Ngài nhảy theo. Các thầy sư đệ ngạc nhiên vô cùng. Tại vì Ngài Ca Diếp là một vị đại đệ tử mà tu khổ hạnh, mà sao giờ Ngài lại nhảy đầm cái kiểu này? Đức Phật nói tập nghiệp. Vì Ngài Ca Diếp đã từng là nhạc sĩ của nhiều kiếp, chẳng qua đời này tu nó nén xuống chút thôi, nhưng mà hễ có là nó trồi lên, phải không? Bây giờ nè, quý vị có một số bản nhạc trong lòng không? Ôi cha, lúc nào biểu tụng kinh cũng tụng ghê gớm lắm nha. Vậy mà hễ mà lên xe mà ai mà tưng 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 là nhịp theo lon tanh lon lâu. Nghe cái điệu nhạc cái này mình là hòa theo. Cho nên ông thầy ông tu á, mà hồi còn trẻ ông cũng từng nghe nhạc, cho nên ông giờ ông tụng kinh thôi, chứ nhạc nằm dưới hết á, chủng tử nằm dưới hết á. Mà có một cái chú tiểu không, và con chú tiểu, con bữa chú lên sẽ chở thầy mình có thể tụng kinh nhạc rap được không? Con hỏi chứ con rap sao? Di đi đô mà tiếng di đi đô. Cho nguy hiểm lắm, chủng tử. Cho nên bây giờ á, mình được hát nhạc mà hát những cái bản nhạc gì mà nó có cái tính cách làm cho mình vui phấn khởi, thì cái đó nó có trồi lên đi nữa nó cũng đỡ lắm. Cho nên á, hát nhạc nó không có gì tội lỗi gì sai, nhưng mà nếu mình thấy rằng mình đang cần cái sự tu tập nhiều hơn, thôi giảm này. Trong thiền phái Trúc Lâm có 3 vị tổ. Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tổ thứ hai là tổ Pháp Loa, tổ thứ ba là tổ Huyền Quang. Mà tổ Huyền Quang á, là sử liệu rất ít. Khi mà đi tìm về cuộc đời của Ngài thì sử liệu rất ít, vì cuộc đời của Ngài Huyền Quang là một thi sĩ. Ngài làm thơ rất là nhiều, mà hãy mà bận thì làm thơ nhiều thì còn thì giờ tu không? Cho nên lúc Pháp Hòa nhớ rất rõ, khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm tới Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài giảng đến Ngài Huyền Quang, Ngài mới nói: "Cho nên tôi mong ở dưới trướng của tôi", tức là các thầy á, bớt đi cái tính cách nghệ sĩ một chút. Tại vì khi mình vui nhiều quá thì mình lại lơ là cái chuyện tu tập. Nó không có gì, nhưng mà mình phải thấy mình cần gì. Mình thấy mình muốn cái này thì mình chấp nhận phải xả cái khác. Ví dụ bây giờ quý vị muốn tu là quý vị phải chấp nhận buông xả một số những cái vui và những cái chi phí không cần. Mà hễ mà mình tu rồi á, mình được cái phần tu á, là mình xả cái phần đi chơi. Mà xả được phần đi chơi bù lại tăng được tiền. Tại vì tuần nào cũng nhậu là tuần nào cũng tốn. Không lẽ tới nhà ta đi tay không? Ít nhất cũng kết bia, ít nhất cũng chút gì đó đem tới hùng mồi để nhậu. Thành thử ra cái này chuyện hồi đó với quê. Mấy ông với quê: ê nhậu nghe, tao có một đế một sĩ, à, để tao hùng có đậu phộng. Đi ra gốc dừa, gốc cây bên bờ hồ nhậu có gì đâu, có một gói đậu phộng thôi. Cho nên á, mình tu cũng vậy. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa mà lo cái chuyện khác thì chuyện khác phải bớt thôi. Cho nên bây giờ mình không lo gì khác hơn là lo đọc kinh không ngoài cái phạm vi tu tập của mình. Làm Phật sự, điền giảng, diễn hay làm gì không ngoài Phật sự, mình thấy mình vui. Là tại vì tâm mình nó không có phan duyên ra bên ngoài. Nó không phan duyên. Quý vị biết chữ phan duyên không? Duyên là cái bên ngoài, mà phan là mình phóng theo. Phan là mình phóng theo. Thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây nè, đang chú ý vậy đó, mà hễ ở đằng sau lưng này mà ai mà làm gì cái rầm cái say qua, ai nhỉ? Chuyện gì vậy? Mình dễ phan duyên lắm. Mình rất là dễ phan duyên. Cho nên cái tu tập của mình là bớt phan duyên. Cho nên nó là mình muốn được cái sự tu tập thì mình nên nhẹ nhàng trong cái, bớt đi cái phần kia. Và nếu có nghe đi nữa nên nghe những cái bài nhạc gì nó có tính cách khuyến khích mình nhiều hơn. Thí dụ mình hát những cái bài nhạc đạo, những cái nhạc đạo lúc nào nó cũng có cái tính cách nhắc nhở cho mình. Chúng con là đôi Phật tử chí tâm, trong cuộc đời mọi việc hành xử chúng con đều lấy trong Phật học áp dụng. Điều này đang mang kết quả tốt cho cuộc sống an lạc. Tuy nhiên có những lúc tranh chấp thì sự sân si vẫn còn thấy rõ. Sau đó chúng con thấy ăn năn muốn dẹp bỏ. Xin Thầy điểm giáo cho chúng con được tốt hơn. Thôi đủ tốt rồi, bởi vì lâu lâu mới nổi sân. Khi mà mình ứng dụng trong Phật học á, mà mình có được cái an lạc, thỉnh thoảng trong cái sự đàm đạo á, nói chuyện á, mình có những cái gây gỗ sân si đó, là mình biết rằng mình vẫn còn chấp. Mà cái chấp này gọi là chấp pháp. Chấp pháp nghĩa là chấp những cái pháp gì mình biết, mình hiểu, cho nên mới đem ra gây gỗ. Thì khi mình tự biết đã là quý rồi, khi mình biết là đã quý rồi, tại nữa khi mình, nếu mà mình cố gắng mình khắc phục nó được đó, thì mình thăng tiến. Mà cái chỗ này là như Bát Nhã Tâm Kinh nói đó: yết đế, cố gắng, cố gắng. Vậy đủ chưa? Chưa, phải ba la yết đế, cố gắng chút nữa. Cố gắng chút nữa cũng chưa đủ, ba la tăng yết đế là cố gắng thêm chút nữa mới tới chỗ bồ đề ta bà ha. Thì Bát Nhã Tâm Kinh cũng đang nhắc mình cố gắng chưa đủ, cố gắng chưa đủ, cố gắng hơn nữa và cố gắng hơn nữa. Cũng giống như mình ấy, thương chưa đủ, rất thương. Cái chữ rất đó đó. Cho nên á, người Phật tử mà có tinh tấn chưa đủ, phải dũng mãnh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, chiều nào á 7 giờ cũng mặc áo đi tụng kinh là mới tinh tấn thôi. Nếu ngày đó bạn mình mà gọi tới nói: ê bà đi mua đồ sale không? Mà quên mất giờ tụng kinh là biết không dũng mãnh rồi đó. Nói thôi bây giờ tôi tới giờ tụng kinh rồi, hay là tôi đã có cái hẹn đi hộ niệm cầu siêu rồi. Có cái gì mà nó không cần thiết mà nó vẫn không trì trệ mình được, mà mình vẫn qua nó được, chừng trường hợp đó gọi là tinh tấn dũng mãnh. Còn tinh tấn mỗi ngày là tinh tấn thôi, chưa dũng mãnh. Pháp Hòa ví dụ như một tháng ăn chay 10 ngày, đúng ngày mình ăn thì chuyện bình thường, đâu mới tinh tấn à. Bữa nào con mình á, đúng ngày ngày rằm mà nó mua toàn mấy món độc về nó ăn, ăn trước mặt mình chứ. Đi vô lấy cái chén để dành cho má ăn miếng rồi mai 16 má ăn. Có không? Có. Em nói là phải có. Tại quý vị hay mở em trong bếp mà. Nếu như mà con nó đem cái món đó về, ngày hôm nay mình ăn chay, mình khởi một cái niệm thèm cái đó, đi vô phòng ngồi niệm Phật, cái đó mới là dũng mãnh. Còn đằng này mình vẫn đưa cái chén ra, mình quẹo múc lại miếng cho má mang 16 má ăn. Còn nó múc ra, nhưng mà trong bụng nó tức cười lắm á. Nó nói oh my god. Còn không nữa nó oh my mom. Quý hiểu ý mà nói không? Chữ dũng mãnh là vậy đó. Một giây phút nào mình vượt được nó là dũng mãnh. Còn hàng ngày mình tự hành xử cái chuyện đó là bình thường. Ăn chay tháng 10 ngày, không ai mời mọc, không ai ăn gì đặc biệt, ăn là bình thường. Còn ví dụ như á, nếu mà mình đi ngang cái chỗ đó, mình thấy mà mình biết bữa nay rằm rồi đó, thôi kệ, lâu lâu mới ghé đây, mai về ăn phụ. Lâu lâu mới qua tới cái tiệm này xa lắm. Kệ, có khi còn bào chữa, ăn cho con nó vui. Nó vui sao được, má ăn nó tốn tiền chứ sao nó vui. Có không? Ai biểu sách em vô iPad làm chi. Cho nên lúc bàn thảo em nghe hết. Khi nào mà một giây phút nào đó mình vượt thắng được cái bình thường, giây phút đó gọi là dũng mãnh. Mãnh là sức mạnh. Sức mạnh mình vượt qua được cái đó. Pháp Hòa ví dụ á, mình thấy cái mương nhỏ nhỏ mình phóc qua cái dễ rồi. Nhưng mà nếu mà cái mương nó hơi to đó, mình đứng lên sao nhảy, bước ra lui một chút, lấy gì? Lấy trớn. Lấy trớn để phóng qua. Thì cái giây phút mình lấy phóng qua được đó, dũng mãnh đó. Hồi nhỏ mình có chơi nhảy dây không? Nhảy dây mà nhảy dây không đụng đó nha. Nhảy dây của cao á, trời, lên tới đâu là mình hết ga tới đó. Mà nhảy qua được cái thôi đó là dũng mãnh. Mình cần nhảy cái kiểu đó lắm. Sẵn đây qua nói cái chuyện này một chút. Nhiều chuyện quá. Đức Phật có nói một bài kinh. Bài kinh này có tên là Vượt Bộc Lưu. Chữ bộc lưu là gì? Là một dòng suối, một dòng thác chảy mạnh. Nếu mà mình đang đi trong một dòng suối chảy mạnh thì Phật nói với mình đó, không được đứng yên, không được đi tới, mà phải nhảy qua khỏi dòng đó. Nếu mình đứng yên, nó kéo mình liền. Bị nước nó đang một cái mạnh mà, mình đứng yên là nó lôi mình liền. Mà hãy mình bước tới thì cái sự đắm chìm của mình nó làm sao? Nó còn dễ hơn nữa. Chỉ có một cách vượt khỏi cái dòng suối đó là gì? Phóng ra, nhảy ra khỏi bọc lưu đó. Thì thưa đại chúng, con người chúng ta tinh tấn thì có, mà dũng mãnh thì thỉnh thoảng thôi, chứ đa phần là không dũng mãnh. Thức khuya thì thức nổi mà dậy sớm vậy không nổi. Nói theo mấy đứa nhỏ hồi xưa là có sức chơi, không có sức chịu. Cho nên mình biết là cái chỗ mà mình tu tập cũng vậy. Mình biết nè, mình biết là mình có tu tập rồi, mình cũng rất là an lạc rồi. Còn chút đó mình không vượt qua được đó, tức là mình thiếu sự dũng mãnh. Thân tâm này thân tâm thầy an khang. Con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày, nhưng mỗi lần gặp nghịch cảnh trong sinh hoạt mỗi ngày, con vẫn niệm trong lòng. Con niệm trong lòng nhưng vẫn còn bồn chồn, vẫn tin có Quan Âm gia hộ. Mong thầy khai thị thêm pháp nào cho con giảm bớt bồn chồn. Cái này là một cái tâm lý mình lo lắng bồn chồn đó là chuyện bình thường. Mà may là mình có niệm Quan Âm rồi đó nha. Mình không niệm Quan Âm là mình còn dữ dội nữa. Cho nên khi mình có một cái niềm tin niệm Phật đó, tâm mình chưa có nhiếp định đó, thì cái lo lắng nó còn. Khi mình nhiếp vô mình quên đi cái sự bồn chồn. Không phải mình niệm Phật vậy là Phật linh, nhưng mà khi mình nhiếp niệm tức là mình đưa tâm mình vô một cái mình quên kia. Pháp Hòa ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng mà ngồi thở đó. Quý vị ngồi thở đó là khi quý vị chú tâm vô cái hơi thở thì quý vị quên cái lo khác. Quên cái lo là đậu xe hồi nãy quý khóa cửa chưa, đậu chỗ đó có bị phạt không, vân vân. Mình chú tâm vô cái này là mình quên cái kia. Cho nên mình niệm Phật mà chuyên nhất thì cái bồn chồn nó không còn. Mà bồn chồn chẳng qua là một tâm lý thôi, chứ không có gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình làm một cái việc gì đó mình chưa đủ tự tin đó, làm nhưng mà cũng còn lo lo. Khi nào quý vị làm một cái việc gì mà tự tin 100% không lo gì hết. Tại vì cái món đó mình biết rất rành, cái cách đó mình biết rất rõ. Thí dụ quý vị biết đường đi tới đây á, quý vị đi không lo lắng gì hết, mà người không biết rồi nhìn bản đồ rồi nhìn tên đường vân vân, đi vẫn đi, tâm mình vẫn biết là mình đang đi tới, nhưng mà cái sự bồn chồn lo lắng còn. Vì mình chưa tin chắc rằng mình biết được. Còn hễ mình tin chắc mình biết thì cái sự bồn chồn này không còn. Xin thầy giải thích niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm chết. Vậy niệm chết là niệm gì? Tại sao gọi là niệm chết? Thưa đại chúng, cái này nó nằm trong thập niệm. Trước hết mình nói chữ niệm nè. Niệm là nhớ nghĩ. Nhưng mà xưa nay á, mình chỉ biết con chuyện thôi là niệm Phật. Mình xưa nay nói tới niệm là mình biết có niệm Phật à. Trong khi đó mình quên 9 cái niệm khác. Ngoài niệm Phật còn có niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Tổng cộng là 10 niệm. Như vậy thì chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ đến Phật gọi là niệm Phật. Mình nhớ tới một câu kinh gọi là niệm Pháp. Mình nhớ đến đức hạnh của một vị thầy để giúp cho mình vượt khó khăn tu tập, đó là niệm Tăng. Rồi mình niệm rằng á, mình giữ những cái giới như là không nói vừa lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác là mình được sanh về cõi trời, gọi là niệm Thiên. Mình thấy người nghèo mình giúp đỡ cho họ. Mình biết rằng á, cái người nghèo này cần sự giúp đỡ của mình. Mà nếu có sự giúp đỡ của mình thì người này sẽ có rất nhiều lợi ích, an vui. Niệm Thí. Niệm Thí là nhớ nghĩ tới sự bố thí giúp người. Ví dụ khi mình ăn thì mình nhớ nghĩ có những người còn thiếu thốn, cho nên mình hy vọng là mình có đủ để mình chia sẻ cho người. Cái đó là niệm Thí. Thì bây giờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, nghĩa là thôi bỏ qua đi, đừng có nghĩ tới nó nữa. Pháp Hòa ví dụ như mình mất của. Bây giờ mất của mà nhớ hoài của cũng đâu tới đâu, phải không? Mà lúc đó mình mất an lạc, mất niềm vui, toàn là đem lại cho mình thêm cái khổ sở chứ không có lợi. Thôi bỏ qua đi đó. Trường hợp mình ấy nhớ hoài cái tiền mình bị mất cũng không có đem lại lợi ích cho mình, đó là niệm Hưu Tức. Bây giờ cuối cùng Pháp Hòa nhảy mấy cái chỗ khác để qua cái niệm chết. Niệm chết là gì? Là mình phải thường nhớ nghĩ rằng đời người ai cũng chết, và con người của chúng ta sẽ có ngày đi đến cái chết. Và thường niệm như vậy để làm chi? Để bớt đi cái sự sân si, chấp nhất, gọi là gây hấn, gọi là hiềm tị, vân vân. Bởi vì mình luôn luôn thấy cái chết nó đến trước mặt mình. Thưa đại chúng á, con người của mình á, nói theo phim Tàu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khi nào cái việc gì nó đến á, thì mình mới cảm nhận được cái đó. Còn không thì thường thường là ít lắm. Cho nên á, thường quán chiếu cái đó cũng lợi ích cho mình, để mình thấy rằng á, mình sẵn sàng cho công việc đó. Lỡ nó có đến mình không quá khổ đau. mà lỡ nó đến với ai trong người thân mình, trong bạn bè mình, mình cũng biết đời người ai cũng chết. Cho cái đó gọi là niệm chết đó. Còn ví dụ như ta niệm sổ tức là niệm hơi thở. Thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra, cái đó gọi là niệm hơi thở đó. Thưa Thầy, con biết cha mẹ là hai vị Phật sống, dù có gì sai mình cũng không muốn, không nói, vì muốn cho mai con thoải mái nên con nói cho nhiều người nghe. Phật sống làm sai thế gian này, con xin sám hối, con biết con có tội. Cái trường hợp này cũng chưa hẳn. Nếu như cái câu hỏi là con biết là cha mẹ con là người có ơn với con, mà giờ có nhiều khi cha mẹ làm con bực quá, con nín không nổi, con đi nói cho người khác nghe về ba mẹ của con đó, cái câu hỏi là đại ý vậy là con có tội không? Thì thưa đại chúng, nó tùy theo cái cách mà mình nói về ba mẹ mình cho ai đó nghe. Ví dụ bây giờ mình khổ quá, mình không có ai nói đó, mình lên mình tìm một người bạn, một người thân, một người thầy, mình chia sẻ những cái nỗi niềm của mình, mong người đó tiếp nhận cái sự chia sẻ của mình để an ủi, cũng như là mình cho ra những cái khó khăn của mình với người thân, thì cái này không có lỗi. Giống như mình đi gặp counselor vậy đó. Còn nếu như mình đi nói mà với cái tính cách là chỉ trích rồi chửi bới thì cái đó không nên. Cũng giống như mình gặp một cái người nào đó trong đồng đạo của mình, người ta có lỗi đó, mình có thể đến trực tiếp mình nói cho người ta nghe, khuyên lơn người ta, hoặc là mình chia sẻ với một ai đó có khả năng lắng nghe mình để giúp mình giải tỏa. Cho nên cái này cũng chưa hẳn, tùy theo cái cách mình nói cho người khác nghe, mà nói ở cái tone nào, cái âm điệu nào, cái dụng ý gì. Mình nói những cái dụng ý là tôi muốn cho thiên hạ này ghét má tôi, ghét cho ba tôi, đâu có ai nói về đâu không. Cái này là có lẽ do bực quá rồi không ai trút thì kiếm người này kia trút vậy đó. Kính thưa Thầy, những người thân của mình mất trên 50 năm, mình có cần cúng cầu siêu nữa không? Thưa đại chúng, ai mất lâu rồi mình không cúng nữa cũng không sao. Nhưng mà sở dĩ mình còn cúng cầu siêu, cúng dỗ là bởi vì mình muốn nương cái phương tiện ngày dỗ ông bà để kêu gọi các con cháu trở về sum tụ trong một nhà. Thì cái ngày lễ đó là ngày lễ quan trọng. Pháp Hòa ví dụ ở đây nó có cái ngày lễ Thanksgiving. Mỗi năm ai cũng được nghỉ cái ngày lễ đó để tưởng niệm. Rồi lễ này lễ kia mình vẫn làm mà, phải không? Vậy thì dỗ ông bà mình có cúng cũng không phải là mê tín. Và mình cũng có thể ông bà nào không biết không có về ăn đâu, nhưng mà rõ ràng mình đang cúng cho một cội nguồn, cho cái văn hóa, cho cái truyền thống của mình không có mất. Thì cái cúng này nên giữ nếu mình khởi niệm bằng cái tâm đó. Mà khởi niệm bằng tâm đó thì cái cúng này có lợi ích. Cũng giống như thưa đại chúng, Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật Pháp, trong tâm Pháp Hòa luôn luôn nghĩ một điều là vì tất cả mọi người, muốn cho mọi người thấu hiểu Phật Pháp để tu tập. Cho nên dù đến nơi đó có được tiếp đãi, có được ân cần, hay là bị người ta không có tiếp mình, hay là người ta đối xử với mình thế này thế kia, Pháp Hòa không có để tâm. Vì nếu như mình buồn cái đó, nghĩa là mình đi để cầu cái đó, mình gạt được mấy cái đó, mình vì cái mục đích chung là đi đến vì tất cả cái lớn. Thì ở đây cũng thế, chúng ta làm việc gì chúng ta biết cái chính yếu chúng ta làm thì cái việc làm đó không có sai ý nghĩa. Dù người đó có nói ai sống đâu, ai chết đâu, ngồi ở đó 50 năm mà vẫn cúng, 50 năm rồi mà vẫn cúng, thế thì chúng ta mới còn tình còn nghĩa. Chứ nếu mà mới có 3 năm xong rồi không cúng là cái tình nghĩa mình nhạt quá, hay là 10 năm rồi thôi đừng cúng nữa là nhạt lắm. Ông bà tổ tiên mình chết cả 100 năm rồi, mình còn đó mình vẫn cúng. Vì có cơ hội mình nhắc nhở lại cái đời sống của người thân của mình, cho con cháu mình nó nghe, điều tốt hết. Đó là cái câu trả lời chia sẻ với quý vị. Thì bây giờ mình còn một hai câu hỏi nữa. Con có một vấn đề con đã ưu tư từ lâu, nay kính xin thầy vui lòng giải đáp dùm con. Từ 9 năm qua cho tới vài tháng trước, con đã vào làm việc cho một hãng lớn chuyên nấu thịt gia súc rồi đông lạnh để bán cho những nhà hàng lớn và ở chợ. Họ mua thịt về nấu chứ không có giết, có khi nấu cả đồ chay. Con làm ở chỗ sắp xếp thịt sẽ được ướp sẵn để cho vào lò nướng hoặc chiên. Vậy con có bị cộng nghiệp sát sinh hay tội? Nếu có ý con phải làm gì cho hết? Xin những nghiệp tội đó và con cháu của con có bị ảnh hưởng hay không? Thưa đại chúng, cái này không phải là mình chủ động, đây là chẳng qua vì công việc của mình. Thành thử ra nếu như á, mà mình làm bằng một cái công việc gì kiếm sống mà đồng thời mình cũng không phải cố tâm, thì cái nghiệp này nó có đi nữa cũng nhẹ, bởi vì mình không đứt tay mình giết và cũng không xúi biểu người giết, cũng không thấy người ta giết mà mình vui theo, là tránh được ba cái tránh của cái tội, là cái tội rồi. Chỉ còn có một chút là mình còn tiếp xúc với sự sát sinh bằng cách là mình chiên nấu nó thôi, chứ còn nghiệp sát thì mình không có. Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trong đạo Phật. Con hoàn toàn tin vào tu tập theo lời Phật dạy. Hôm nay con xin được thầy giúp con câu hỏi như sau. Đạo Phật dựa trên căn bản nhân và quả, vậy nên ta trả nghiệp thì tai họa đến, rồi chúng ta lại cầu Phật Quan Âm giúp tai qua nạn khỏi, như giao như sống trong Kinh Quan Âm. Như vậy có phải là thật, có phải phản lại luật nhân quả không? Câu hỏi là nói là khi mà mình tu học thì mình biết có nhân quả, thì tại sao mình lại cầu Quan Âm phù hộ? Nếu mình cầu Quan Âm phù hộ thì đâu có đúng nhân quả. Câu hỏi rất là hay. Thưa đại chúng như thế này, nếu mà mình có niệm Quan Âm, mình nhân cái chuyện là đưa cái niềm tin mình vào Đức Quan Âm để cầu Đức Quan Âm phù hộ, thì khi mình đưa cái niềm tin mình vào Đức Quan Âm rồi á, thì cái năng lực của tu tập nó đang đưa mình vào trong cái chánh định. Thay vì trước kia mình không phải cái định đó, là mình định lo lắng. Cho nên á, mình cầu Quan Âm là mình mượn cái phương tiện để nghĩ rằng Đức Quan Âm phù hộ mình, rồi nhờ cái phương tiện đó mà mình đưa tâm mình về sự tu tập. Mà một khi mình được tu tập rồi thì nghiệp quả mình có chuyển không? Chuyển. Như vậy rốt cuộc mình cũng tự tu, chứ đâu phải là cầu Quan Âm mà được đâu. Mình tu tập nhưng mà lấy Đức Quan Âm ra làm biểu tượng để mình được cái sự tu tập đó. Cho nên nó có cái chuyển tùy theo cái cách hành nghiệp của mình, cái cách tu tập của mình. Đây câu hỏi cuối nha. Con có người anh đã quy y thọ Bồ Tát giới. Một, có cần phải tụng kinh công phu hàng ngày hay quên hay hàng tuần? Hai, bắt buộc phải ăn chay trường, có thể 1 tháng 10 ngày được không? Và trả lời hai câu này trước. Khi mình thọ giới Bồ Tát á, là để mình ứng dụng trong sự tu tập hàng ngày bởi cái giới mình thọ. Còn cái chuyện mình tụng kinh hàng tuần, một tuần tụng có 1 lần thôi. Mục đích tụng thời kinh đó gì? Để hướng dẫn, chứ không phải là để nói lên rằng tôi là Bồ Tát, tôi tụng kinh mỗi tuần là. Cho nên không luận là Bồ Tát hay không Bồ Tát, ai cũng cần tụng kinh mỗi ngày hay là mỗi tuần, tùy theo hoàn cảnh của mình. Nhưng mà đã là Bồ Tát rồi, nghĩa là mình đã bước lên một cái bước xa rồi, thì mình phải thiết thực trong cái đời sống của mình, từ việc đi chùa cho đến cái việc tu tập khác đó. Cho nên trong này mình mới nói là không phải chỉ là thọ Bồ Tát giới mới cần tu tập. Vài bữa nữa quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói về sự hành trì ở Boston. Cái bài này mới giảng cách đây mấy tuần. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, hành trì á, là công việc mỗi ngày của mình. Nhưng nếu như mình chú tâm hành trì một cái pháp bạch pháp là thiện pháp, thì hành trì này trở thành thuần thục của pháp lành. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như mỗi ngày mình đi làm về, mình giục hai chiếc giày ngay cửa, tháo áo ra giục, nó cũng hành trì chứ gì nữa. Mà hành lên riết nó thành một cái hành trì của mình rồi. Nhưng mà ngược lại, mỗi ngày đi làm về máng cái áo lên, để đôi giày ngay ngắn lại, đi rửa tay rửa mặt, rồi đi ra làm việc, thì cũng là hành trì, phải không? Vì vậy cho nên cái hành trì á, không phải là tụng kinh gõ mõ của mình, mà hành trì này nó ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình luôn. Vậy thì một vị mà thọ Bồ Tát giới rồi đó, là phải tập tu, phải có sự hành trì mỗi ngày mà cụ thể qua đời sống. Còn cái chuyện mỗi ngày mà lên tụng thời kinh đó là 2 tiếng mình tu với Phật, còn rồi nguyên cả ngày mình hành trì gì? Quý hiểu ý không? Cho nên không thể thiếu sự hành trì. Hành trì ngày tụng thời kinh đó là hành trì ở trên chánh điện, lúc đó tâm mình quy định lắm. Còn cái sự hành trì của mình mỗi ngày là đi đứng nằm ngồi của mình hành trì sao, hành xử làm sao là hành trì. Còn thọ Bồ Tát giới rồi là nguyên tắc ăn chay trường, không có ăn 10 ngày được. Có một ví dụ, Bồ Tát là gì? Theo cái hiểu đơn giản của một người không biết trời đất gì, nhưng mà ta hiểu Bồ Tát là cái người mà sống rộng rãi để cứu độ mọi người. Bây giờ mình không có tiền bố thí, mà không có làm được gì hết, mà cái ăn là tự mình có thể mình điều khiển được mà. Mình còn an sinh mạng chúng sanh thì sao kêu là Bồ Tát? Bồ Tát là phải cứu khổ chúng sanh, mà còn ăn thịt của chúng sanh thì sao kêu Bồ Tát được? Cho nên không có cái chuyện du di mà thọ Bồ Thọ đi, không sao đâu, thọ 2 ngày cũng được, thọ ăn chay 2 ngày cũng được, 10 ngày cũng được. Cái này là mình on sale giới. Không ai thọ hết trơn, rồi on sale cho giữ, cho ta đăng ký, ta thọ Bồ Tát giới cho đông lên. Để rồi đạo tràng mình là khoe là đạo tràng mình là toàn là Bồ Tát không á. Ở Bồ Tát này ăn chay 1 tháng nấu đậu hũ có 2 ngày, còn 28 ngày kia khứa chiên sao chắc. Không phải, không thiếu người ta không thọ được cái giới đó, người ta có thể tu cái tâm giới đó, người ta hành theo cái tâm giới đó bao nhiêu cũng quý hết. Mà một khi mình cho người ta thọ thì cái điều kiện căn bản phải là ăn chay trường. Bây giờ có một ví dụ nè, con trai mình đó, nó về nó nói má ơi con muốn cưới vợ. Thế con sẵn sàng chưa con? Má thấy con còn lung tung quá mà vợ con làm khổ người ta con. Còn ngược lại mình muốn con mình có vợ quá, nói má ơi con còn lung tung, không sao con, kệ cứ cưới đi, lung tung. Đâu có được, mình làm vậy mình hại con người ta, mà mình xúi con mình sống bậy nữa. Rồi con không có ra đi được, thôi con đừng cưới vợ. Chứ đâu có chuyện on sale dữ dội vậy. Rồi bây giờ là mình đem giới Bồ Tát là mình on sale 1 tháng có 2 ngày chay à. Bây giờ Pháp Hòa không có tiền của bố thí, cũng không có làm gì được hết. Nhưng mà ăn chay là cái ăn tự mình được mà. Mình manage, mình tự mình control cái chuyện ăn uống của mình được. Tại sao mình không ăn được? Mà cái điều kiện tiên quyết của Bồ Tát là gì? Một là phát tâm từ bi, 2 là phát tâm Bồ Đề. Mà tâm từ bi, còn ăn thịt chúng sanh cũng có, tâm Bồ Đề là thối rồi. Thành thử ra không thể được. Thân khẩu ý tâm phải thanh tịnh, từ bi hỷ xả như một Bồ Tát không. Khi mình làm Bồ Tát dĩ nhiên là phải có từ bi hỷ xả vân vân, nhưng mình chỉ là Bồ Tát đang tu, chứ chưa phải là Bồ Tát đã chứng. Mặc dù đang học từ bi hỷ xả, nhưng mà bữa nào nóng quá chịu nổi cũng xả mà xả láng. Nếu hôm nào mình phải học cái này thôi, thì đây là tâm hạnh Bồ Tát. Nhưng mà ở đây không bắt buộc, không có nói là mình phải hoàn toàn. Mình đang trên con đường tu tập đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đại chúng đã thực tập từ bi cho đơn giản nha, dễ lắm. Nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là phải hỷ xả, phải từ bi theo cái kiểu rốt ráo của mình đó, mình thấy hơi khó. Nhưng bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng cái nhỏ thôi. Thí dụ như bây giờ mình đi chùa với nhau, cái mình nghe cái bác đó bệnh, cái mình rủ nhau đi thăm. Mình nói chị, bác Bảy, bác Ba, bác bệnh á, mình đi thăm đi chị, để em thôi gặp con bác kỳ lắm. Vậy mình đi thăm vì từ bi hay vì kỳ? Kỳ. Đa số làm gì cho ai sợ kỳ không à? Trời ơi quen quá mỏng đi kỳ lắm. Thấy không? Thành nữa mình cũng làm trong cuộc sống mà đa số là vì kỳ nhiều hơn vì từ bi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, chị ơi mình đi thăm bác Bảy đi chị. Trời bác tội ghê á, mới đi chùa với mình tuần rồi, bữa nay té bệnh rồi. Đó, cũng đi thăm mà mình khởi cái lòng từ bi mình đi thăm. Mắc gì sợ kỳ, mà đa số là sợ kỳ mới đi không à. Cho nên rồi đó, khi mình vô trong đó mình khởi cái tâm từ bi, mình đi thăm bệnh rồi đó, mình vô mình nắm tay bác, bác yên tâm nha, không sao đâu, con tưởng đâu bác nặng lắm. Con vô con thấy, mình lấy cái tay mình để lên trên cái thân của người bệnh nè, cái này là một cái ấn. Quý vị thấy Phật đưa tay vậy không? Đây là cái ấn, ấn này là ấn vô úy, cho người ta cái không sợ hãi. Trước khi ra khỏi bệnh viện nha, bác yên tâm nha, bác ở đây dưỡng bệnh đi, tuần sau con vô thăm bác đây. Này, vô ý mà, đưa tay ra dấu vậy. Ấn là gì? Ấn là biểu lộ của tâm. Ấn là biểu lộ của tâm. Mình nói chuyện mình cũng ra tay dữ lắm. Để chi? Để biểu lộ cái express, cái feeling của mình. Hỏi bác vui không? Bác thích không? Đây cũng cái ấn nè. Đó, thì cái này là một cái ấn number one. Cho nên Phật cũng bắt ấn. Ví dụ Đức Quang Âm bắt ấn này làm ấn gì? Ấn cát tường. Ấn này là ấn cát tường. Chỗ nào mà uế độ, chỗ nào bắt cái ấn này là tượng trưng cho sự an lành. Quý vị mà ngồi thiền, quý vị để cái tay phải lên lòng bàn tay trái ngồi vậy phải không? Đây là một ấn, ấn này gọi là ấn hàng ma. Ngồi xuống vậy tự nhiên cái định tĩnh của mình đã bắt đầu nó thiết lập. Ngộ lắm, mình ngồi vậy cái ta kêu chắc nó ngủ á. Mà ở đời mà ngộ nha. Thí dụ như mình vô mình ghé mình ngồi ấy, trời ơi con nó ngồi nó phè phởn kìa. Phải không? Nhưng mà nếu mà ngồi vậy cái ai bước vô thấy đừng có nói chuyện, nó đang thiền. Cái tướng nó ngồi nó ngủ muốn chết vậy đó mà nó ngồi vậy. Người khác cũng nói nó tu nữa. Vậy cái biểu lộ đó. Cho nên đó, mình chắp tay vậy nè, ấn phổ lễ. Cầm cái hương lên vậy nè, ấn cúng dường. Để tay là ấn hàng ma. Ấn hết. Mà mình á, ấn gì cũng có hết. Chỉ chưa có cái Ấn Độ. Đó là từ bi phải không? Mình làm được, thay vì mình khởi cái tâm thôi làm đó đi để em thôi kỳ lắm, thôi cho nó ăn đi, kệ cho đại nó ăn miếng đi để má nó vô kỳ lắm. Vậy mình cho đứa nhỏ ăn đâu phải vì thương nó đâu, sợ má nó nói mình kỳ. Đó là từ bi phải không? Giờ nè, thôi cho nó ăn đi tội đứa nhỏ. Hỷ xả nè. Xả là gì? Khi việc nó đến, xả liền, không chấp. Đợi ôm trong tháng, thấy mệt quá mới xả, cực quá trời luôn. Khi cái gì thấy không cần xả liền thì gọi là xả. Cho nên xả đó là ngay giây phút đó buông, chứ không phải đợi ôm rồi mới buông. Cũng được mà hơi cực. Con chưa thọ giới Bồ Tát, con chỉ thọ thập thiện thôi. Nhưng con nghĩ khi mình đã thọ thì phải nguyện làm như một vị Bồ Tát, giữ giới nghiêm mật. Vì anh con chưa thể thực hiện được của Pháp tứ vô lượng tâm, như vậy có tội không bạch Thầy? không có tội, bởi vì mình đâu phải là người chứng thánh mà có từ bi hỷ xả một cách viên mãn rốt ráo. Nhưng mà bởi vì mình chưa có cho nên mình thọ để mình làm gì? Để mình tập tu mình có. Như hồi trưa Pháp Hòa nói vậy đó, quý vị nào không quy y và cứ nghĩ rằng thôi tôi còn sân si lắm, để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y, mô Phật. Anh còn sân si thì anh thọ giới, anh tu để anh giảm sân si. Anh không làm gì hết tự nhiên sân si nó giảm à? Chuyện đó không thể có. Thôi tôi không dám thọ giới đâu, thọ rồi mà làm nó tội dữ lắm. Bộ không thọ rồi làm không tội hả? Nhưng mà mình thọ giới rồi đó, mình có làm đi nữa cũng nương tay, mình có làm lỗi đi nữa. Ví dụ mình mới vừa định làm chuyện đó tày trời lắm á, nhưng mà nhớ lại mình quy y rồi rút lại đỡ lắm. Mà lỡ có làm đi nữa cũng sanh tâm tàm quý, hổ thẹn sám hối. Vì vậy cho nên cái việc mà mình phát tâm á, mình quy y, mình tập tu là cần. Nhưng mà có những điều kiện căn bản nó giúp cho mình tăng trưởng được cái pháp tu mình mà trong khả năng mình làm được. Thí dụ như quý vị nào mà thọ năm giới đó, đâu có bắt ăn chay trường đâu, ăn chay kỳ thôi, một tháng, một ngày, hai ngày thôi. Rồi bây giờ trong năm giới đó, giới nào mình giữ được thì giữ, giữ chưa được thì mình biết rằng đây là mình cần phải tu tập. Dù mình chưa phát nguyện thọ giới nhưng mà cuộc sống hàng ngày của mình cũng chưa bao giờ mình làm cái điều sai quấy đó, thì mình đã giữ giới rồi. Chẳng qua hôm nay mình phát nguyện một cách chính thức thôi. Con có đứa con bị bệnh tự kỷ và trầm cảm. Con thường nghe quý thầy giảng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, nên con muốn hỏi thầy, con phát nguyện vì đứa con bệnh này mà tu giùm nó được không? Vì những người không có bệnh còn có thể nghe giảng và hiểu để tu, nhưng những đứa bệnh như nó thì đâu hiểu để mà tu. Vì vậy con xin thầy cho con biết con có thể vì con của con mà xuất gia giao duyên không ạ? Con xin sám hối vì con bị bệnh tai biến nên tay con cầm viết rất khó khăn, nên con viết chữ không được rõ. Cảm ơn cô viết rất là rõ, đọc chạy hết trơn. Thưa đại chúng á, trong Phật Pháp mình á, có hai lực. Một là tự lực, hai là tha lực. Người tự niệm Phật là tự lực, nhờ Phật Di Đà gia hộ là tha lực, gọi là chúng sanh lực và Phật lực. Trong cuộc sống của chúng ta lúc nào làm gì cũng cần đủ hai năng lực, tự mình và sự hộ trì của người khác. Có phải không? Thế thì bây giờ á, cái đứa nhỏ mà nó bệnh nó không thể tự nó phát nguyện nó tu gì hết được á, mình là mẹ nó, không phải là mình tu giùm mà mình trợ duyên cho nó được. Mình hồi hướng một phần nào công đức tu tập của mình cho nó được. Hồi hướng là gì? Là bằng cách mình tu, mình sống, rồi mình ảnh hưởng cái môi trường để nó tiếp nhận cái năng lượng đó. Thường người Mỹ, con họ mà bị bệnh đó, họ ít có nuôi lắm, đa phần họ giao chính phủ. Rồi nhiều khi lâu họ vô thăm. Mà người Việt Nam mình đó, con cái bệnh là nhiều khi mình giữ mình nuôi. Đến khi nào nó viên mãn thì thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tình thương của mẹ. Thầy Pháp Hòa kể để chúng nghe câu chuyện tình thương của mẹ. Mới gần đây là Pháp Hòa có khuyến khích quý Phật tử chép kinh. Ai chép kinh xong rồi gửi qua bên chùa thì Pháp Hòa mới để trong lòng tượng Phật Di Đà để quý vị hồi hướng công đức, quý vị chép kinh. Thì có một cái bác đó không có chép được, chép được có mấy câu thôi, nói với người bạn thôi tôi không chép nổi nữa đâu, tay tôi mỏi, người tôi bệnh, đầu tôi nhức, đủ thứ hết, thôi tôi không chép đâu. Sư tử hát nhạc đó đấy không? Thì quý vị biết á, khi mà cái vị này á, từ chối chép kinh, nói là tai đau, người tôi bệnh tôi không chép gì được hết, thôi chắc người tôi nghĩ tôi không có đủ duyên, tôi không chép được, tôi làm không nổi đâu. Thì cái người bạn mới khuyên, mới nhĩ ra cách, chị ơi, thôi con chị đang bệnh đó, thôi chị chép quyển kinh hồi hướng cho con chị đi, nói con nhiều đó thôi. Bà tới bàn bà ngồi bà chép hết quyển kinh. Vì sao mà chép được quyển kinh? Con của mình. Cho nên khi đó, đó là cái tâm của mình nó mãnh liệt lắm. Con, đứa con là cái điểm mà mình đưa cái tâm mình trở về. Cho nên quý vị thấy không? Có tình thương là vượt hết tất cả, có lòng từ bi là vượt hết tất cả. Cho nên mình mà có lòng từ bi là vượt tất cả mọi cái khó khăn, làm gì cho chúng sanh mình cũng thấy mình an lạc hết. Cho nên cái chuyện mà đứa con này á, nó chưa tự lực thì nó nhờ tha lực. Và cái tha lực này của mình là bằng cách tu tập cho chính mình. Mình không có phải, thì lỗi nếu nói nghiệp nha, nếu nói nghiệp, mình không có nghiệp thì mình đâu gặp. Còn nếu mà nói về nguyện, mình phải chuyển nghiệp thành nguyện. Bây giờ đúng ra nó là nghiệp của tôi, nhưng tôi biết rồi, tôi sẽ nguyện độ con của tôi cho đến viên mãn. Chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Tại cái nguyện đó là sức mạnh để mình tu tập và chuyển hóa tự thân. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, người mẹ viết quyển kinh hồi hướng cho con, nhưng mà thật sự ra người nào hưởng cái đó trước? Người mẹ. Người mẹ đọc lời kinh, chép lời kinh, tự thân họ hưởng trước. Và cái sự hồi hướng cho người khác, đó là cái thứ nhì. Vậy thì tự lực nó ngay đó. Và nhưng mà vì cái tha lực mà mình phải tự lực. Cho nên hai cái nó trợ cho nhau. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, vì con mình phải sống tốt. Như vậy thì tự nhiên vì đứa con thôi mà mình sống tốt, phải không? Mà mình tốt được là nhờ đứa con. Nó không có mặt thì đâu làm sao mình sống tốt được. Cho nên á, Phật mà tu tới thành Phật là nhờ chúng sanh. Chúng sanh, Phật thấy chúng sanh khổ, Phật có phát tâm Phật tu. Phật tu mà tới thành, quý vị biết không, Đề Bà Đạt Đa hại Phật mà quý vị đọc sử quý vị biết gì. Vậy mà khi Đề Bà Đạt Đa sắp chết á, Đức Phật đến thăm á, Đề Bà Đạt Đa mới hối hận á, nói những cái lời sám hối á. Quý vị biết Đức Thế Tôn nói một câu à: Đề Bà Đạt Đa, tôi đâu có nhớ ông thầy làm gì đâu, tôi không có nhớ thầy làm gì xấu hết á. Một câu đó thôi giúp cho Đề Bà Đạt Đa giải thoát. Cho nên mình vì một người nào đó mình làm. Quý vị nhớ hồi xưa mà mình hãy hát cái bài Phật như vậy đó: thương chúng sanh mà Ngài ra đi. Cho nên đó, mình vì tình thương một người nào đó là mình có sức mạnh dũng mãnh rồi. Mình tu cho con được. Thôi câu cuối nha. Con kính chào thầy. Thầy được rất nhiều người mến mộ và tôn trọng, cũng nhờ vào đức của mẹ của thầy. À, hôm nay mẹ thầy có đi theo thầy qua đây không? Nếu bà có qua cho chúng con xin gặp và chào bà. Còn nếu bà không qua, vậy thầy làm ơn cho con và bạn con nấu cho thầy buổi cơm tối nay, được không thầy? Ngày mai con và bạn con mới đi làm, tối nay tụi con rảnh, tụi con muốn phục vụ thầy, please. Và câu cuối cùng là if you want, I afternoon you. Tiếng Anh đó. Nếu anh muốn tôi sẽ chiều anh. Xin cảm ơn anh Cường và chị Thoa đã có lòng. Theo như chương trình thì chiều nay sau khi mình xong cái phần ở đây thì có thể là mình còn cái mục cuối cùng là mình chụp hình lưu niệm, rồi sau đó Pháp Hòa sẽ đi về lại bên chùa Hồng Ân vì có cái lễ cúng dường trai tăng ở bên đó. Thì nếu mà anh chị ở đây có lòng thì cũng xin mời qua chùa luôn, rồi phục vụ là lo chăm sóc cho quý thầy hết luôn, công đức nhớn hơn. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ câu cuối cùng. Không, chỗ này đơn giản thôi. Chúng con ở xa quá, làm cách nào để được tu khóa tu gieo duyên, dù chỉ được một ngày thầy nhá tí tóc cho con. Thôi thì bây giờ bác ở xa quá, bác không có qua được tận bên em Minh Tinh tham dự khóa tu. Nếu bác muốn thì chút xíu nữa bác cứ qua chùa Hồng Ân gần đây đó, hoặc là vô Chánh Điện đây nè, thì Pháp Hòa sẽ nhá kéo để gieo duyên cho bác. Bởi vì bác lớn tuổi, hay là quý bác nào lớn tuổi mà không thể tham dự khóa tu được, mà muốn đời này mình một lần nhá kéo để gọi là gieo duyên đó, thì có thể chút xíu nữa quý vị vào Chánh Điện, rồi Pháp Hòa sẽ trợ duyên cho quý vị trên cái mặt đó. Nhá kéo là gì hả? Lấy cây kéo sởn ngay cái chân mày á. Đó là mình lấy cây kéo mình nhấp chút xíu tóc ở trên đầu để gieo cái duyên với Phật Pháp vậy đó. Nhưng mà nếu muốn cạo luôn tốt. Thôi thưa đại chúng, hôm nay mình có một ngày thật là bình an, hạnh phúc, nhất là thời tiết ưu đãi cho mình. Và đồng thời đặc biệt nữa là thầy trụ trì chư tăng ở đây đã mở lòng cho chúng ta sử dụng ngôi chùa này từ trong ra ngoài. Thì có một điều là Pháp Hòa xin đại chúng giúp cho là chút xíu nữa trước khi quý vị ra về, tất cả trong khu vực của chùa mình thấy chỗ nào có rác thì mỗi người một tay lượm rác dọn dẹp. Thứ nhất là mình trả lại sự sạch sẽ cho chùa, thứ hai là cũng giúp một phần cho ban tổ chức, và hơn nữa là mình nói lên được tinh thần của một người Việt Nam mà lại là một Phật tử khi đến một ngôi chùa khác. Xin thành thật cảm ơn sư cô trụ trì, sư cô Huệ Minh, trụ trì chùa Hồng Ân ở Mississauga đã tổ chức một ngày sinh hoạt này cho tất cả chúng ta, và cũng xin tán thán toàn thể công đức của quý Phật tử trong các ban ẩm thực, trật tự vân vân. Xin đại chúng cùng tán thán tất cả công đức của các đạo hữu đã giúp cho chúng ta có được một ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Nhưng mà đa phần là gì? Liệt sanh, nghĩa là nó nghịch lại với mình. Như vậy thì mình muốn độ cái đứa này á, phước đức mình mỏng manh, nghiệp lực mình với nó sâu dày thì cũng khó lắm. Chỉ trừ khi nào mình tu tập sám hối và mình chuyển cái nghiệp của mình trách móc nó. Ví dụ mỗi lần mình thường mà nó làm gì cái mình hay trách nó, mình hay quở nó: mày con mày như thế này thế kia, đừng có quở. Cái là một lần nói á, mình trách móc, mình hờn giận nó là mình chồng chất thêm cái oán giữa mình với nó, thì cái giải nghiệp giữa mình với nó chậm. Bây giờ mình biết rằng mình có những đứa con như vậy, thôi mình chấp nhận và đồng thời mình xin sám hối để giải cái nghiệp cho mình với nó. Một khi mà Pháp Hòa nói ví dụ như mình đó là bệnh nhân, thuốc đó là chữa bệnh, thuốc đó thì không, thuốc là đã có cái chất thuốc rồi, nhưng mà giờ cơ thể mình không tiếp nhận được viên thuốc này thì thuốc này dù có chất thuốc cỡ nào cũng vô bổ. Vậy thì trước hết mình phải làm sao chuyển hóa bản thân mình cho đủ một chút, có một chút xíu nội lực, cái phước để tiếp nhận một viên thuốc vào. Thì cũng như thế đứa con đó mình không dám mong là nó thay đổi, nhưng mà trước hết mình làm sao mình thay đổi mình. Có đôi khi cái cách hành xử của mình nó cũng biến đứa con đó thành đứa liệt xanh để chứ không phải tự động nó muốn nữa. Nhiều khi cái cách sống của mình, cái cách đối xử của mình với nó, mình cũng biến nó thành một đứa liệt xanh. Và nhiều khi nó cũng có một chút, nó có một chút xíu đó rồi, mà cái cách mình dạy nó, cái cách mình sống với nó, cái cách mình đối xử với nó, mình đã vô tình làm cho nó trở thành một đứa liệt xanh, chứ bản chất nó cũng chưa hẳn là một đứa liệt xanh hẳn nữa. Cho nên đôi khi mình cũng phải nhìn lại cái cách mình treat một đứa nhỏ. Đôi khi mình khó dễ với nó quá, như thế này thế kia, thì đôi khi mình làm cho nó trở thành. Pháp Hòa có một cái người Pháp Hòa biết đó, bà không phải là người Việt Nam, bà rất là thương con, nhưng mà cái cách thương của bà đó là đánh đập dữ lắm. Nó ăn no rồi, bà hễ mà bà thấy cái gì ngon là bà cứ ép nó ăn, bắt nó ngồi nhôn ép vô là một. Cái thứ hai á, cái tánh nóng tánh lắm, mỗi một lần mà giận nó là đánh nó, là nó dở lưng ra là thấy lằn, thấy vết á, mà nó đâu có dám nói. Có một lần đó bà đánh mà nó lên mũ luôn, cái lưng của nó nổi mũ lên luôn. Thì quý vị biết không, nó nuôi cái hiềm hận đó trong lòng. Thì một hôm vô tình đó, hai vợ chồng gây gỗ với nhau, bà đã vô tình bà, ông chồng tức lên nhồi máu cơ tim chết. Ông chồng chết vì một trận hai vợ chồng gây với nhau. Thật sự ra không phải bả đánh ổng, nhưng mà gặp xui cho bả là ngay lúc ổng lên cơn bệnh tim, đứng tim chết. Sẵn dịp còn thừa bả luôn, vợ tù. Thì quý vị thấy là không phải là nó xấu, nhưng mà tại vì hồi nhỏ mà cái cách mình hướng dẫn, mình dạy nó, mình đã biến thành cho nó thành một đứa liệt xanh. Lẽ ra là nó tùy xanh. Có những đứa mà nó ưu xanh thì hiếm rồi, mà cái đứa tùy xanh là do mình chuyển hóa nó. Thật ra nghiệp cũng có thể chuyển, dù không 100%, cũng một phần nào. Thì thôi bây giờ lỡ đứa nào mà nó sanh ra thật sự nó là một đứa liệt xanh, thì mình phải sám hối giải nghiệp và bớt cái sự trách móc oán hờn nó, mà mình chấp nhận nó là một đứa con của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một đứa con sanh ra bệnh tật mình cũng phải nuôi thôi, nhưng mà đứa đó nó bệnh tật thân. Thì có những đứa nó sanh nó bệnh gì? Nó bệnh tâm. Nó không bệnh thân mà nó bệnh tâm, cọc cằn, nóng nảy. Thì cái cách mà mình trị cái bệnh tâm đó là do mình dụng tâm của mình chữa nó, mình dụng cái đức, cái phước tu tập của mình chuyển nó. Chứ người đời mình cũng phải chuyển vậy thôi. Pháp Hòa có các vị đệ tử đi xuất gia, mà trong 10 đứa phải có một đứa nó nghịch. Nó lấy cây nó đánh người khác, mà hỏi tại sao con đánh em? Nó for fun, đánh cho vui. Quý vị thấy không? Rồi mình muốn lấy, mình phải dỗ nó một cái, mình nói đi phanh không? Nó trợn mắt, nó là chọc tức mà nó giả. Trời ơi, cái đó lên tới đây luôn. Bởi mấy Phật tử hỏi thầy có bị cao máu không? Pháp Hòa nói dạ máu thì sẵn cao, đợi trào nữa. Trào máu. Mình tu cũng vậy, trong số đệ tử mình cũng có những người đệ tử liệt sanh, chứ không phải là u sanh hết, hay là tùy sanh hết rồi. Cho nên mỗi người mỗi phước mỗi nghiệp. Nhiều khi mình được cái phước phần về làm ăn mà không được phước phần con. Nhiều khi mình được phước phần con, không được phần chồng, tình cảm gia đình. Nhiều khi mình được cái phước phần tình cảm gia đình thì bù lại công ăn sự nghiệp không xong. Nhiều khi mình được cái phước cái phần gia đình nhỏ của mình mà mình lấn cấn với gia đình chồng, gia đình vợ. Thấy không? Có nhiều khi á, mình xong mình vô tình mình hành xử, mình làm cho người vợ rất khó xử, là vì mình không nhìn bên vợ. Cả năm mình không tới thăm. Thật ra người vợ mỗi lần mà đi về thăm bên vợ của mình á, người ruột thịt của mình, là phải tìm mọi cách để nói dốc, bào chữa cho ông chồng mình. Dạ bữa nay ông bận, ông bệnh, ông đủ kiểu hết, mà quanh năm suốt tháng có việc mà chưa bao giờ về thăm. Thành thử ra cái đó cũng tùy theo cái do đời sống của mình đó. Mình sống theo cái tập nghiệp của mình một phần, rồi mình cũng biến người khác trở thành ra cái nghiệp chướng, cái oan trái của mình. Yeah. Thì thôi bây giờ ai mà có đứa con vậy thì ráng sám hối, ráng tu tập, rồi nhìn lại cái cách hàng ngày mình đối xử với nó. Quý vị như bây giờ quý vị nấu cơm cho nó ăn á, quý vị chú nguyện vô đó đi, nguyện cho con của con nó ăn cơm này nè, tánh tình nó bớt nóng nảy, tâm tánh nó thuần hòa. Tại vì khi mình nấu ăn á, mình gửi cái lòng từ bi mình vô đó, mình niệm Phật, mình nghe Pháp. Cái thằng quỷ này đi hoài không có nhà nấu mà vừa nấu vậy. Nó ăn cho no thay rửa đi. Thì mình cũng chú nguyện đó. Mình chú kiểu đó đó. Thì nó ăn nó phải nổi nóng theo mình rồi, phải không? Thay vì mình tức tối mình vừa nấu mình vừa chú kiểu đó đó, mình nói cách ngược lại, phải không? Thành thử nhiều khi quý vị mở pháp của thầy ở nhà chứ quý vị đâu có nghe đâu, quý vị lầm lầm thôi. Rồi thầy lại nhảy kệ thầy. Lỗi nha. Cho nên tại sao biết hết chuyện nhà. Xin thầy Quang Hỷ giải thích dùm con ý nghĩa pháp danh Phổ Như và từ Huệ Mỹ. Phổ là rộng, Như là không thay đổi. Nghĩa là tâm hay là bất cứ cái gì thiện lành ở nơi mình luôn luôn rộng rãi và bất biến. Từ là từ bi, huệ là trí huệ, mỹ là đẹp. Nghĩa là người vừa có lòng từ vừa có trí tuệ rất là đẹp. Ngày hôm qua Pháp Hòa có kể câu chuyện vui về chuyện pháp danh đó. Đa số Phật tử nghe tên mình đôi khi không thích, tại mình không hiểu cái ý, phải không? Rồi cái mình cứ lên mình complain với lại thầy, sao thầy đặt tên con xấu. Có cái cô đó, cổ pháp danh là không thích. Bữa nọ cổ viết tờ giấy lên, cổ hỏi Pháp Hòa, cổ nói thầy ơi pháp danh không thích thì sao? Tưởng đâu cổ hỏi là cổ không thích cái tên cổ, mình ngồi mình giải thích hết một buổi luôn. Cổ nghe cổ chịu hết nổi, cổ giơ tay cổ nói pháp danh con là không thích. Chứ không phải con không thích tên con. Có nhiều cái pháp danh nó đứng đầu chữ không. Con thường ngủ mơ thấy một bé trai rất kháu khỉnh, nhưng lúc nào cũng thấy bé chết trước mặt con và con khóc nức nở. Đến giật mình cũng khóc, xin thầy giải đáp dùm con. Nó khóc mà mắc gì thầy giải đáp. Cái này thường bị lắm. Người khác làm bắt người khác chịu rồi. Thế đại chúng làm trong chim bao á, khi mình ngủ mình có những cái giấc mộng đó, nó cũng có 5 trường hợp mình nằm mộng. Do thân thể mình không khỏe mình nằm mộng cũng có. Do tâm lý mình thường suy nghĩ về một cái gì đó mình hay niềm chim bao cũng có. Do cái túc nghiệp đời trước, có thể đứa nhỏ này nó đã từng là đứa con của mình rồi trong nhiều đời, hoặc là nó đứa con đó nó chết rồi, nó làm một lần, nó làm cho mình đau đớn, mình khắc ở trong tâm hết đời này sang đời khác. Cho nên đời này mình vẫn chim bao thấy là cái cảnh cũ. Cái này là cái cảnh của quá khứ chứ không phải hiện đời. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như mình đang đi trên đường, mình lỡ mình cán một con gà chết, và từ đó nó ám ảnh mình. Nó ám ảnh mình mà 30 năm sau mình thấy con gà mình vẫn rùng mình. Hay là mình thấy ai mà lái xe sắp sửa đụng một cái gì là mình hốt hoảng lên. Cái đó là cái quá khứ của mình. Thì hiện đời này cũng có những quá khứ như vậy. Thì có những giấc chim bao nó cũng tương tự như vậy. Cho nên chim bao nó có 5 loại ha. 1 là thân, 2 là tâm lý mình suy nghĩ, 3 là quá khứ, 4 là thiện thần nhắc nhở, 5 là quỷ thần quấy phá mình. Tùy theo cái. Nhưng mà ở trường hợp này có thể đứa nhỏ này đã từng là con mình và nó đã chết vì mình thương nó quá, mình nó hằn ở trong tâm mình, trong cái tàn thức mình sang tới đời này. Bây giờ muốn như vậy thì mình nên tụng kinh hồi hướng, cầu nguyện cho đứa con siêu thoát để đừng thấy cảnh này nữa. Ông xã con ngày xưa có học kinh và đã được làm phép vào đạo Thiên Chúa. Bây giờ ông xã con lập gia đình với con và được nghe pháp thầy giảng nhiều. Bây giờ xin quy tâm bảo như vậy có mắc tội không? Nếu mà mình nghĩ rằng á, mình quy y á, để mình theo một đạo giáo á, thì mình khó chịu lắm. Tại vì mình có cảm giác như bỏ này bắt kia vậy đó. Nhưng mà đặc biệt cái quy y của đạo Phật, nó không có nghĩa là mình đi theo một tôn giáo, mình trở thành một tín đồ. Mà sâu sắc hơn quy y đó, để mình phát nguyện sống cuộc đời lành thiện. Mình trở thành một tín đồ của một đấng nào đó không quan trọng bằng mình trở thành một người sống lành thiện cuộc đời này nó quý hơn. Cho nên quý vị phải nên tiếp nhận cái pháp quy này như là một cái pháp để mình tu sửa bản thân, làm giàu cho đời sống của mình hơn nữa. Pháp Hòa đã từng truyền tam quy năm giới cho những con chiên, những vị thiên chúa, những vị tinh lành. Và các vị này vẫn giữ truyền thống của mình chứ không có gì thay đổi. Nhưng mà tiếp nhận năm giới tu tập. Tại sao? Vì năm giới này quý vị nghiệm coi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Có phải đạo Phật mới cần làm mà các đạo khác cũng làm không? Đã là con người sống ở đời này đều cần giữ này cái này hết để bảo vệ hạnh phúc của mình. Vậy thì đâu phải Phật giáo mới cần hạnh phúc mà giữ này, rồi những người khác không cần hạnh phúc mà không cần giữ. Ai muốn có hạnh phúc, 5 điều này cần phải giữ hết. Và 5 điều này là cho con người chứ không có liên hệ gì đến với một cái đạo giáo nào. Cho quý vị đừng ngại cái chuyện đó. Rồi bây giờ ngược lại, có những Phật tử của mình rồi bỏ Phật đi theo Thiên Chúa giáo, không lẽ mình nói tội. Mà nếu bắt tội kiểu đó là tội dữ dịu dội lắm. Tại kiếm con chiên mà bỏ qua Phật là ít à. Mà kiếm Phật mà bỏ qua chẹo Chúa là nhiều hằng không kể hết. Nội cái lấy chồng lấy vợ là mất rồi. Phải chi mà xuất giá tùng phu giữ cái luật đó là mình ok. Nghĩa là anh chồng đạo Chúa, vợ đạo Phật chấp nhận theo chồng. Nhưng mà ngược lại, nếu chồng đạo Phật mà vợ đạo Chúa, vợ theo chồng, xuất giá tùng phu. Còn này xuất kiểu nào cũng tùng hết trơn, làm ăn lỗ lã quá. Mà chấp nhận lỗ vậy bao nhiêu năm mà không nói à. Cho quý vị tiếp nhận pháp tam quy ngũ giới đó như cái tinh thần là tiếp nhận một chất bổ dưỡng để nuôi đời sống tâm linh mình. Khi mà mình có một đứa con bệnh, không cần biết cái gì hết, ai chỉ cái gì mình theo nấy. Có không? Pháp Hòa biết có nhiều vị nha, Phật tử đó, nhưng mà giái Quan Âm riết không linh, giái qua Ca Diếp. Có không? Bán nhà không được, khấn Ca Diếp bán được. Ca Diếp linh. Như vậy thì quý vị Pháp Hòa nói vậy để ví dụ. Khi tâm thức mình, khi đời sống mình nó khổ đau là mình phải đi cầu thuốc để chữa bệnh. Như con mình bị bệnh, khi mình gặp nạn là bất cứ cái gì cầu ai, khấn ai, van xin ai mình làm hết, miễn sao con mình hết bệnh. Thì tâm mình là một đứa con của mình, nó bệnh tật quá chừng thì mình phải đi cầu thuốc nào để mà cứu chữa nó. Quý vị nào cũng sợ bệnh, nó nghe thuốc bổ cỡ nào cũng uống hết, phu con đan rồi sữa ông chúa gì là giới thiệu ở đâu, order kiểu nào mình quay hết. Tại sợ bệnh lắm thì mình sợ bệnh mình mới tìm thuốc bổ mình uống đó. Thì cũng như thế, mình đi tìm cái phương pháp tu tập đó, không phải là mình tin một cái đấng nó tối cao nào để chờ cái đấng đó rước mình lên trển sau khi chết, mà mình đang đi tìm một công thức, một phương pháp để chuyển hóa đời sống khổ đau của mình. Thì năm giới là nền tảng căn bản nhất để chuyển hóa mọi khổ đau. Tất cả mọi khổ đau trong đời sống này quý vị nghiệm coi, phần lớn gây lộn là do nói. Phần lớn gây lộn khổ đau bệnh tật là do ăn uống. Cho nên giới thứ 5, sự hiểu lầm của nhau là do mình nói chuyện. Cho nên giới thứ 4, bệnh tật đủ thứ trong xã hội, gia đình đổ vỡ do giới thứ 3. Rồi trộm cướp tràn lan trong xã hội là do không giữ giới thứ 2. Ai cũng muốn giành đời của phần mình hết cho nên sanh ra giới thứ nhất, vân vân. Vậy thì tất cả những tệ nạn có cái gì thì Đức Phật đưa ra phương thuốc đó để chữa. Tâm của chúng sanh bệnh gì thì Phật Pháp có thuốc đó. Thế thì mình tìm phương pháp của Phật, không phải mình thần thánh quá Đức Phật, mà chỉ mong tiếp nhận một chất dược để chữa tâm bệnh, thân bệnh của mình thôi. Thì năm giới này là phương thuốc chữa mọi căn bệnh, nhất là căn bệnh đời sống của con người hàng ngày. Vậy thì có tội không? Không. Mình đi tìm thuốc về tứ cây cho nó bổ dưỡng, cho thân tâm bổ khỏe, không có tội. Mong Thầy Quang Hỷ giải thích Như Thầy đã từng giải thích, nếu bệnh nhân tự nguyện hiến những bộ phận trong người sau khi mất thì ok. Nhưng nếu người mất không nguyện vọng mà sau khi mất bệnh viện hỏi xin những bộ phận còn tốt thì thân nhân phải trả lời thế nào cho đúng. Pháp Hòa có một em Phật tử, nó đi du học. Thì năm đó nó vừa được nhận vô đại học, năm đầu tiên mới vừa được nhận vô thôi. Thì một buổi sáng đi qua đường, băng qua đường đi học, bị xe đụng chết. 20 mấy tuổi, sức khỏe con rất cường tráng. Do tai nạn xe cho nên toàn thể bộ phận em còn tốt hết. Thì lúc đó bác sĩ mới hỏi là bây giờ em nó còn tốt lắm, có muốn hiến nó cho bao nhiêu người đang chờ không? Thì chú của nó chạy tới hỏi nó: bây giờ con bị tai nạn vậy, con sắp mất đó, con sắp bỏ cái thân này rồi, bây giờ bao nhiêu cái mắt, tai, bộ phận trong người con còn tốt lắm, con muốn hiến cho mọi người để làm phước không con? Nếu mà con đồng ý thì con biểu lộ. Thì trong đó nó biểu lộ nháy mắt. Thành thử ra hoặc là mình khấn cái người đó, anh hay chị hay ba má gì đó, mình biết thân này là giả, lúc đó mình khai thị cho họ. Tại lúc sống có thể họ chưa ready cái chuyện đó, nhưng khi họ gặp cái cơn vô thường tới thì cái sự giác ngộ nó cao lắm. Mình khai thị là người ta nghe liền. Đời là giả tạm hết, thân này là tứ đại. Giờ trước khi mình trả về cho các bụi mà sử dụng được, làm phước được, xả bỏ. Nói làm sao mà cho cái người đó phát tâm, khấn họ, rồi thì mình hiến cho khoa học. Sẵn đây Pháp Hòa nói cái vụ đồ đạc của người thân mất. Ví dụ như người thân mình đó, họ mất mà họ còn đồ tốt đó, quý vị đừng có dọn phòng của họ liền trong 49 ngày. Trong vòng 50 ngày đừng dọn gì hết, để yên đó. Tại vì sao? Vì mình phòng ngừa cái chuyện là họ còn dính mắc tiếc của. Rồi cái từng cuối cùng trước khi mình đem cho, mình khấn họ cái: thôi anh, bây giờ anh đã mất rồi, đồ đạc này của anh không còn xài được nữa, thôi anh hoan hỷ cho gia đình đó, cho những người nghèo, những người ta cần hơn mình có phước nha, không có gì giữ được đâu. Nói vậy xong, khấn họ xong, khai thị họ xong, đem cho. Có cái anh đến tự vận, anh chết đó. Đồ đạc của anh xài toàn đồ hiệu không. Thì khi đó gia đình đem lên cho, Pháp Hòa mở ra thấy còn đồ tốt không. Thì mình cũng lâm râm, mình nói hôm nay anh về chùa anh ở rồi, thôi mấy cái đồ tốt này cúng vô chùa cho các thầy, các Phật tử xài. Có bà cụ đó, con cái mới mua cái giường, nằm chưa được bao lâu cái chết, cái gia đình cho chùa cái giường. Ai vô ngủ bà cũng đuổi hết, ai về ngủ bà cũng nói trả giường lại cho bà. Các vị vô nói cho các bạn nghe là có một cái bà nào cứ tôi bà, một người nói, hai người nói, ba người nói, nhiều người nói giống nhau. Pháp Hòa biết cái giường đó chủ nhân là ai, cho nên Hòa đến ngay cái hình của bà cụ đó. Pháp Hòa thắp hương và nói: bà cụ ơi, bây giờ con cái bà thương bà, mua cho bà cái giường này, bà nằm mà bà chưa có hết, bà đi. Nhưng mà bà nhớ rằng một đời ta, ba đời nó, thôi bây giờ mình không xài, để cho người khác xài. Mà đặc biệt là chắc các Phật tử ta làm công quả chùa đó, ta nằm mình cũng có phước. Bây giờ mình về chùa mình ở rồi, các Phật tử ta về ta công quả mình cúng cho ta nằm thì có phước, đâu đừng có dính mắc nữa nha. Nói vậy xong rồi từ đó về sau là không có thấy bà cụ đó về. Ta dựa theo phương thức tu tập Phật giáo chia làm 3 tông: Mật tông, Thiền tông, Tịnh độ tông. Như vậy Thiên Chúa giáo có thể nói là một hình thức Tịnh độ tông, phải không? Thưa đại chúng, mà trước khi nói này Pháp Hòa xin giải thích một chút. Đúng ra là đạo Phật không có tông gì hết á. Đức Phật không có chia tông gì hết á. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất á, các tổ mới phân chia các cái bài pháp của Đức Phật theo thể loại. Rồi bây giờ các tổ mới lập ra một cái tông để chuyên về cái đó. Thì chữ tông này là gì? Là tông chỉ. Nói tông chỉ nghĩa là tôn chỉ mục đích. Ví dụ như mình lập một cái hội, phải có tôn chỉ của lập hội là gì? Ví dụ mình nói lập hội thanh thiếu niên, mình nói tôn chỉ là để phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam ở xứ người, vân vân. Thì cái tông chỉ là vậy đó. Vậy thì bây giờ các tổ mới chia ra tịnh độ luật tông là gì? Là để chuyên về cái đó. Ví dụ như chỗ nào mà chuyên ngồi thiền là kêu thiền tông. Chỗ nào mà chuyên niệm Phật cầu vãng sanh là tịnh độ tông. Chỗ nào chuyên nói về luật giới cho người tu gọi là luật tông. Chỗ nào chuyên tụng Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa gọi là Pháp Hoa tông. Như vậy là các tổ chia ra tổng cộng là 10 tông. Nhưng mà mới 10 tông đó là phải nói rõ là 10 tông của Phật giáo Trung Hoa, chứ còn nguyên thủy đạo Phật không có tông nào hết. Rồi bây giờ ở đây câu hỏi là người niệm Phật có tương đương với Thiên Chúa Giáo không? Bởi vì cái ý nói là bởi vì bên Thiên Chúa Giáo là mình chết mình về thiên đường, còn tịnh độ tông chết đi đâu? Về tịnh độ. Cũng là cái ý đó thôi. Tức là mình tin rằng mình ráng mình niệm Phật, mình tu thiện trong đời này để mai mốt mình có mất đi, mình được vãng sanh về một cái cõi nào đó gọi là cõi cực lạc Tây Phương, có giáo chủ ở đó là Phật A Di Đà. Thì đó cũng là một hình thức. Và bên kia cũng là hình thức tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ của người ta là gì? Trước hết chữ tịnh độ là gì? Tịnh là trong lắng, độ là nơi chốn, là quốc độ. Như vậy tịnh độ có phải duy nhất của Phật Di Đà không? Hay là Phật nào cũng có tịnh độ? Phật nào cũng có tịnh độ hết. Ví dụ như bây giờ mình kính ngưỡng Phật Dược Sư thì mình về tịnh độ Đông Phương. Mình kính Phật Di Đà thì mình về tịnh độ Tây Phương, cực Tây Phương. Cho nên tịnh độ thì không hẳn chỉ là cực lạc Tây Phương, mà ở đâu cũng có tịnh độ. Vậy thì Phật Thích Ca có tịnh độ của Ngài không? Ở đâu? Ở đâu? Ta Bà nè. Tịnh độ của Phật Thích Ca là cõi này nè. Tại vì sao? Tại vì Phật lấy cõi Ta Bà làm tiêu chuẩn để độ sanh. Ta Bà còn gì? Còn giành giật, còn hơn thua, còn tị hiềm. Đó, tịnh độ của Phật Thích Ca còn đầy dãy này nè. Cho nên Phật Thích Ca phải có mặt ở đây để nói pháp này, pháp kia, lấy cái cõi này làm cái quốc độ của mình. Ví dụ như bây giờ mình ở Canada nè, mình đi về Việt Nam, mình đi đâu, người ta hỏi chị ở đâu, nó ở đâu? Canada. Bây giờ quý vị ở Toronto, quý vị ở miền Đông Canada, quý vị Pháp Hòa ở miền Tây Canada, nhưng mà quốc độ chung của mình là quốc độ gì? Canada. Như vậy thì chúng ta cũng có quốc độ của mình. Mỗi người đều có quốc độ của mình. Đó là quốc độ bên ngoài. Quốc độ bên trong là gì? Là cõi tâm của mình. Thể tâm mình mà tịnh thì là tịnh độ. Tâm mình mà phiền não khổ đau gọi là uế độ. Vậy thôi. Vậy thì bên Thiên Chúa lấy làm chuẩn là đức tin để về cõi Chúa. Tịnh độ là cũng có tính nhưng mà chưa đủ, phải đi xa hơn là nguyện rồi hành. Đủ ba yếu tố đó được về tịnh độ. Vậy thôi. Con xin hỏi một câu hỏi. Có khi sự đam mê thì có thể giúp cho tính an lạc. Chẳng hạn đam mê âm nhạc giúp cho nhạc sĩ hoặc người chơi nhạc tránh được khổ lụy trong đời sống. Sự ham mê này có lợi và hại thế nào cho đường tu tập của người Phật tử? Thưa đại chúng, khi mình nghe nhạc, hát nhạc là chúng ta thường gọi là giải trí. Nghĩa là khi mình làm mệt mỏi trong cuộc sống, đôi lúc cũng có một chút âm nhạc để nó làm giải khuây. Điều đó không có sai. Nhưng mà nếu so ra những cái âm nhạc mà bi lụy thì nó cũng làm cho tâm hồn mình bi lụy một phần nào theo những bản nhạc đó. Cho nên lợi thì cũng có, nhưng mà lợi hại nhiều hơn lợi. Thí dụ mình đã nghe bản nhạc buồn coi, mà đa số khi nào mình nghe nhạc buồn, khi nào mình buồn á, nghe nhạc buồn cho nó tăng trưởng cái buồn lên, cho nó quằn quại lên. đâu có, ít có người nào mà đang buồn cái mở nhạc em ơi có bao lâu. Đâu có ai, ít ai. Người nào mà buồn là phải kiếm những nhạc, bản nhạc mà nó rầu rĩ, nó thúi ruột á, nghe. Nói theo ngoài đời chút nghe cho nó đã. Thực sự ra có phải là mình lụy theo không? Cho nên những cái bản nhạc á, nó không có gì tội lỗi, nhưng mình phải thấy được lúc nào mình nên nghe và mình nghe bao nhiêu. Pháp Hòa nhớ quý vị biết Ngài Ca Diếp á, Ngài tu khổ hạnh phải không? Mà Ngài tu khổ hạnh thì Ngài ăn cực, Ngài ở cực lắm. Vậy mà có một ngày á, Ngài ngồi trong tịnh xá mà có một đoàn hát đi ngang, họ đánh nhạc lên á. Đường về hôm nay tối thôi, mùa cô không thấy tôi, cô đùng tôi, cô nói tôi đuôi. Hát nhạc. Gì cái bài gì mà thờ lấy xa xưa có một chàng du đáng. Thì Ngài ngồi trong nhà, trong tịnh xá vậy, mà Ngài nghe ở ngoài này đánh nhạc, mà Ngài đứng dậy, Ngài nhảy theo. Các thầy sư đệ ngạc nhiên vô cùng. Tại vì Ngài Ca Diếp là một vị đại đệ tử mà tu khổ hạnh, mà sao giờ Ngài lại nhảy đầm cái kiểu này? Đức Phật nói tập nghiệp. Vì Ngài Ca Diếp đã từng là nhạc sĩ của nhiều kiếp, chẳng qua đời này tu nó nén xuống chút thôi, nhưng mà hễ có là nó trồi lên, phải không? Bây giờ nè, quý vị có một số bản nhạc trong lòng không? Ôi cha, lúc nào biểu tụng kinh cũng tụng ghê gớm lắm nha. Vậy mà hễ mà lên xe mà ai mà tưng 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 xe là nhịp theo. Lon panh, lon lầu. Nghe cái điệu nhạc cái này mình đều hòa theo. Cho nên ông thầy tu á, mà hồi còn trẻ ông cũng từng nghe nhạc, cho nên ông giờ ông tụng kinh thôi chứ nhạc nằm dưới hết á, chủng tử nằm dưới hết á. Mà có một cái chú tiểu không, và con chú tiểu, con bữa chú Linh sẽ chở thầy mình có thể tụng kinh nhạc rap được không? Con hỏi chú con rap sao? À, di đi đô mà tiếng à, di đi đô. Cho nguy hiểu lắm, chủng tử. Cho nên bây giờ á, mình được hát nhạc mà hát những cái bản nhạc gì mà nó có cái tính cách làm cho mình vui phấn khởi, thì cái đó nó có trồi lên đi nữa nó cũng đỡ lắm. Cho nên á, hát nhạc nó không có gì tội lỗi, không có gì sai. Nhưng mà nếu mình thấy rằng mình đang cần cái sự tu tập nhiều hơn, thôi giảm này. Trong thiền phái Trúc Lâm có 3 vị tổ. Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tổ thứ hai là tổ Pháp Loa, tổ thứ ba là tổ Huyền Quang. Mà tổ Huyền Quang á, là sử liệu rất ít. Khi mà đi tìm về cuộc đời của Ngài thì sử liệu rất ít. Vì cuộc đời của Ngài Huyền Quang là một thi sĩ, Ngài làm thơ rất là nhiều. Mà hãy mà bận thì làm thơ nhiều thì còn thì giờ tu không? Không. Cho nên lúc Pháp Hòa nhớ rất rõ, khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm tới Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài giảng đến Ngài Huyền Quang, Ngài mới nói: cho nên tôi mong ở dưới trướng của tôi, tức là các thầy á, bớt đi cái tính cách nghệ sĩ một chút. Tại vì khi mình vui nhiều quá thì mình lại lơ là cái chuyện tu tập. Nó không có gì, nhưng mà mình phải thấy mình cần gì. Mình thấy mình muốn cái này thì mình chấp nhận phải xả cái khác. Ví dụ bây giờ quý vị muốn tu là quý vị phải chấp nhận buông xả một số những cái vui và những cái chi phí không cần. Mà hễ mà mình tu rồi á, mình được cái phần tu á, là mình xả cái phần đi chơi. Mà xả được phần đi chơi bù lại tăng được tiền. Tại vì tuần nào cũng nhậu là tuần nào cũng tốn. Không lẽ tới nhà ta đi tay không? Ít nhất cũng kết bia, ít nhất cũng chút gì đó đem tới hùng mồi để nhậu. Thành thử ra cái này chuyện hồi đó dưới quê. Mấy ông dưới quê ê nhậu nghe, tao có một đế một sĩ, à, để tao hùng có đậu phộng. Đi ra gốc dừa, gốc cây bên bờ hồ nhậu có gì đâu, có một gói đậu phộng thôi. Cho nên á, mình tu cũng vậy. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa mà lo cái chuyện khác thì chuyện khác phải bớt thôi. Cho nên bây giờ mình không lo gì khác hơn là lo đọc kinh ngoài, không ngoài cái phạm vi tu tập của mình. Làm Phật sự, điền giảng diễn hay làm gì không ngoài Phật sự, mình thấy mình vui. Là tại vì tâm mình nó không có phan duyên ra bên ngoài, nó không phan duyên. Quý vị biết chữ phan duyên không? Duyên là cái bên ngoài, mà phan là mình phóng theo. Phan là mình phóng theo. Thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây nè, đang chú ý vậy đó, mà hễ ở sau lưng này mà ai mà làm gì cái rầm cái say quá, ai vậy? Chuyện gì vậy? Mình dễ phan duyên lắm, mình rất là dễ phan duyên. Cho nên cái tu tập của mình là bớt phan duyên. Cho nên đó là mình muốn được cái sự tu tập thì mình nên nhẹ nhàng trong cái, bớt đi cái phần kia. Và nếu có nghe đi nữa nên nghe những cái bài nhạc gì nó có tính cách khuyến khích mình nhiều hơn. Thí dụ mình hát những cái bài nhạc đạo, những cái nhạc đạo lúc nào nó cũng có cái tính cách nhắc nhở cho mình. Chúng con là đôi Phật tử chí tâm, trong cuộc đời mọi việc hành xử chúng con đều lấy trong Phật học áp dụng. Điều này đang mang kết quả tốt cho cuộc sống an lạc. Tuy nhiên có những lúc tranh chấp thì sự sân si vẫn còn thấy rõ. Sau đó chúng con thấy ăn năn muốn dẹp bỏ. Xin Thầy điểm giáo cho chúng con được tốt hơn. Thôi đủ tốt rồi, bởi vì lâu lâu mới nổi sân. Khi mà mình ứng dụng trong Phật học á, mà mình có được cái an lạc. Thỉnh thoảng trong cái sự đàm đạo á, nói chuyện á, mình có những cái gây gỗ sân si đó, là mình biết rằng mình vẫn còn chấp. Mà cái chấp này gọi là chấp pháp. Chấp pháp nghĩa là chấp những cái pháp gì mình biết, mình hiểu, cho nên mới đem ra gây gỗ. Thì khi mình tự biết đã là quý rồi, khi mình biết là đã quý rồi, thành nữa khi mình, nếu mà mình cố gắng mình khắc phục nó được đó, thì mình thăng tiến. Mà cái chỗ này là như Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, yết đế, cố gắng vậy đủ chưa? Chưa, phải ba la yết đế, cố gắng chút nữa. Cố gắng chút nữa cũng chưa đủ, ba la tăng yết đế là cố gắng thêm chút nữa mới tới chỗ Bồ Đề Ta Bà Ha. Thì Bát Nhã Tâm Kinh cũng đã nhắc mình cố gắng chưa đủ, cố gắng chưa đủ, cố gắng hơn nữa và cố gắng hơn nữa. Cũng giống như mình ấy, thương chưa đủ, rất thương, cái chữ rất đó đó. Cho nên á, người Phật tử mà có tinh tấn chưa đủ, phải dũng mãnh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, chiều nào á 7 giờ cũng mặc áo đi tụng kinh là mới tinh tấn thôi. Nếu ngày đó bạn mình mà gọi tới nói ê bà đi mua đồ sale không, mà quên mất giờ tụng kinh là biết không dũng mãnh rồi đó. Nói thôi bây giờ tôi tới giờ tụng kinh rồi, hay là tôi đã có cái hẹn đi hộ niệm cầu siêu rồi. Có cái gì mà nó không cần thiết mà nó vẫn không trì trệ mình được, mà mình vẫn qua nó được, chừng trường hợp đó gọi là tinh tấn dũng mãnh. Còn tinh tấn mỗi ngày là tinh tấn thôi, chưa dũng mãnh. Pháp Hòa ví dụ như một tháng ăn chay 10 ngày, đúng ngày mình ăn thì chuyện bình thường, đó mới tinh tấn à. Bữa nào con mình á, đúng ngày ngày rằm mà nó mua toàn mấy món độc về nó ăn trước mặt mình chứ. Đi vô lấy cái chén để dành cho má miếng rồi, mai 16 má ăn. Có không? Có. Em nói là phải có. Tại quý vị hay mở em trong bếp mà. Nếu như mà con nó đem cái món đó về, ngày hôm nay mình ăn chay, mình khởi một cái niệm thèm cái đó, đi vô phòng ngồi niệm Phật, cái đó mới là dũng mãnh. Còn đằng này mình vẫn đưa cái chén ra, mình biểu múc lại miếng cho má, mai 16 má ăn. Còn nó múc nhưng mà trong bụng nó tức cười lắm á. Nó ôm mày gót, còn không nữa nó ôm mày mâm. Quý hiểu ý mà nói không? Chữ dõng mãnh là vậy đó. Một giây phút nào mình vượt được nó là dõng mãnh. Còn hàng ngày mình sự hành xử cái chuyện đó là bình thường. Ăn chay tháng 10 ngày, không ai mời mọc, không ai ăn gì đặc biệt, ăn là bình thường. Còn ví dụ như á, nếu mà mình đi ngang cái chỗ đó, mình thấy mà mình biết bữa nay rầm rồi đó, thôi kệ, lâu lâu mới ghé đây, mai về ăn phụ. Lâu lâu mới qua tới cái tiệm này xa lắm. Kệ, có khi còn bào chữa, ăn cho con nó vui. Nó vui sao được, má ăn nó tốn tiền chứ sao nó vui. Có không? Ai biểu sách em vô iPad làm chi? Cho nên lúc bàn thảo em nghe hết. Khi nào mà một giây phút nào đó mình vượt thắng được cái bình thường, giây phút đó gọi là dõng mãnh. Mãnh là sức mạnh. Sức mạnh mình vượt qua được cái đó. Pháp Hòa ví dụ á, mình thấy cái mương nhỏ nhỏ mình phóc qua cái dễ rồi. Nhưng mà nếu mà cái mương nó hơi to đó, mình đứng lên sao nhảy, bước ra lui một chút, lấy gì? Lấy trớn. Lấy trớn để phóng qua. Thì cái giây phút mình lấy phóng qua được đó, dõng mãnh đó. Hồi nhỏ mình có chơi nhảy dây không? Nhảy dây mà nhảy dây không đụng đó nha. Nhảy dây của cao á, trời, lên tới đâu là mình hết ga tới đó. Mà nhảy qua được một cái thôi đó là dõng mãnh. Mình cần nhảy cái kiểu đó lắm. Sẵn đây qua nói cái chuyện này một chút. Nhiều chuyện quá. Đức Phật có nói một bài kinh. Bài kinh này có tên là Vượt Bộc Lưu. Chữ bộc lưu là gì? Là một dòng suối, một dòng thác chảy mạnh. Nếu mà mình đang đi trong một dòng suối chảy mạnh thì Phật nói với mình đó, không được đứng yên, không được đi tới, mà phải nhảy qua khỏi dòng đó. Nếu mình đứng yên, nó kéo mình liền. Bị nước nó đang một cái mạnh mà, mình đứng yên là nó lôi mình liền. Mà hãy mình bước tới thì cái sự đắm chìm của mình nó làm sao? Nó còn dễ hơn nữa. Chỉ có một cách vượt khỏi cái dòng suối đó là gì? Phóng ra, nhảy ra khỏi bọc lưu đó. Thì thưa đại chúng, con người chúng ta tinh tấn thì có, mà dõng mãnh thì thỉnh thoảng thôi, chứ đa phần là không dõng mãnh. Thức khuya thì thức nổi, mà dậy sớm dậy không nổi. Nói theo mấy đứa nhỏ hồi xưa là có sức chơi, không có sức chịu. Cho nên mình biết là cái chỗ mà mình tu tập cũng vậy. Mình biết nè, mình biết là mình có tu tập rồi, mình cũng rất là an lạc rồi. Còn chút đó mình không vượt qua được đó, tức là mình thiếu sự dõng mãnh. Thân tâm thầy an khang, con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày, nhưng mỗi lần gặp nghịch cảnh trong sinh hoạt mỗi ngày, con vẫn niệm trong lòng. Con niệm trong lòng nhưng vẫn còn bồn chồn. Vẫn tin có Quan Âm gia hộ. Mong thầy khai thị thêm pháp nào cho con giảm bớt bồn chồn. Cái này là một cái tâm lý. Mình lo lắng, bồn chồn, đó là chuyện bình thường. Mà may là mình có niệm Quan Âm rồi đó nha. Mình không niệm Quan Âm là mình còn dữ dội nữa. Cho nên khi mình có một cái niềm tin niệm Phật đó, tâm mình chưa có nhiếp định đó, thì cái lo lắng nó còn. Khi mình nhiếp vô mình quên đi cái sự bồn chồn. Không phải mình niệm Phật vậy là Phật linh, nhưng mà khi mình nhiếp niệm tức là mình đưa tâm mình vô một cái mình quên kia. Pháp Hòa ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng mà ngồi thở đó. Quý vị ngồi thở đó là khi quý vị chú tâm vô cái hơi thở thì quý vị quên cái lo khác. Quên cái lo là đậu xe hồi nãy quý khóa cửa chưa, đậu chỗ đó có bị phạt không, vân vân. Mình chú tâm vô cái này là mình quên cái kia. Cho nên mình niệm Phật mà chuyên nhất thì cái bồn chồn nó không còn. Mà bồn chồn chẳng qua là một tâm lý thôi. chứ không có gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình làm một cái việc gì đó mình chưa đủ tự tin đó, làm nhưng mà cũng còn lo lo. Khi nào quý vị làm một cái việc gì mà tự tin 100%, không lo gì hết, tại vì cái món đó mình biết rất rành, cái cách đó mình biết rất rõ. Thí dụ quý vị biết đường đi tới đây á, quý vị đi không lo lắng gì hết, mà người không biết rồi nhìn bản đồ rồi nhìn tên đường vân vân, đi vẫn đi, tâm mình vẫn biết là mình đang đi tới, nhưng mà cái sự bồn chồn lo lắng còn, vì mình chưa tin chắc rằng mình biết được. Còn hễ mình tin chắc mình biết thì cái sự bồn chồn này không còn. Xin thầy giải thích niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm chết. Vậy niệm chết là niệm gì? Tại sao gọi là niệm chết? Thưa đại chúng, cái này nó nằm trong thập niệm. Trước hết mình nói chữ niệm nè. Niệm là nhớ nghĩ. Nhưng mà xưa nay á, mình chỉ biết con chuyện thôi là niệm Phật. Mình xưa nay nói tới niệm là mình biết có niệm Phật à. Trong khi đó mình quên chính cái niệm khác. Ngoài niệm Phật còn có niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Tổng cộng là 10 niệm. Như vậy thì chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ đến Phật gọi là niệm Phật. Mình nhớ tới một câu kinh gọi là niệm Pháp. Mình nhớ đến đức hạnh của một vị thầy để giúp cho mình vượt khó khăn tu tập, đó là niệm Tăng. Rồi mình niệm rằng á, mình giữ những cái giới như là không nói vừa lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác là mình được sanh về cõi trời, gọi là niệm Thiên. Mình thấy người nghèo mình giúp đỡ cho họ, mình biết rằng á, cái người nghèo này cần sự giúp đỡ của mình, mà nếu có sự giúp đỡ của mình thì người này sẽ có rất nhiều lợi ích, an vui. Niệm Thí. Niệm Thí là nhớ nghĩ tới sự bố thí giúp người. Ví dụ khi mình ăn thì mình nhớ nghĩ có những người còn thiếu thốn, cho nên mình hy vọng là mình có đủ để mình chia sẻ cho người. Cái đó là niệm Thí. Thì bây giờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, nghĩa là thôi bỏ qua đi, đừng có nghĩ tới nó nữa. Pháp Hòa ví dụ như mình mất của. Bây giờ mất của mà nhớ hoài của cũng đâu tới đâu, phải không? Mà lúc đó mình mất an lạc, mất niềm vui, toàn là đem lại cho mình thêm cái khổ sở chứ không có lợi. Thôi bỏ qua đi đó. Trường hợp mình ấy nhớ hoài cái tiền mình bị mất cũng không có đem lại lợi ích cho mình, đó là niệm Hưu Tức. Bây giờ cuối cùng Pháp Hòa nhảy mấy cái chỗ khác để qua cái niệm chết. Niệm chết là gì? Là mình phải thường nhớ nghĩ rằng đời người ai cũng chết, và con người của chúng ta sẽ có ngày đi đến cái chết. Và thường niệm như vậy để làm chi? Để bớt đi cái sự sân si chấp nhất, gọi là gây hấn, gọi là hiềm tị vân vân. Bởi vì mình luôn luôn thấy cái chết nó đến trước mặt mình. Thưa đại chúng á, con người của mình á, nói theo phim Tàu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khi nào cái việc gì nó đến á, thì mình mới cảm nhận được cái đó, còn không thì thường thường là ít lắm. Cho nên á, thường quán chiếu cái đó cũng lợi ích cho mình, để mình thấy rằng á, mình sẵn sàng cho công việc đó. Lỡ nó có đến mình không quá khổ đau, mà lỡ nó đến với ai trong người thân mình, trong bạn bè mình, mình cũng biết đời người ai cũng chết. Cho cái đó gọi là niệm chết đó. Còn ví dụ như ta niệm sổ tức là niệm hơi thở. Thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra, cái đó gọi là niệm hơi thở đó. Thưa thầy, con biết cha mẹ là hai vị Phật sống, dù có gì sai mình cũng không nói, vì muốn cho mai con thoải mái nên con nói cho nhiều người nghe. Phật sống làm sai thế gian này, con xin sám hối, con biết con có tội. Cái trường hợp này cũng chưa hẳn. Nếu như á, cái câu hỏi là con biết là cha mẹ con là người có ơn với con, mà giờ có nhiều khi cha mẹ làm con bực quá, con nín không nổi, con đi nói cho người khác nghe về ba mẹ của con đó. Cái câu hỏi là đại ý vậy là con có tội không? Thì thưa đại chúng, nó tùy theo cái cách mà mình nói về ba mẹ mình cho ai đó nghe. Ví dụ bây giờ mình khổ quá, mình không có ai nói đó, mình lên mình tìm một người bạn, một người thân, một người thầy, mình chia sẻ những cái nỗi niềm của mình, mong người đó tiếp nhận cái sự chia sẻ của mình để an ủi, cũng như là mình cho ra những cái khó khăn của mình với người thân, thì cái này không có lỗi. Giống như mình đi gặp counselor vậy đó. Còn nếu như mình đi nói mà với cái tính cách là chỉ trích rồi chửi bới thì cái đó không nên. Cũng giống như mình gặp một cái người nào đó trong đồng đạo của mình, người ta có lỗi đó, mình có thể đến trực tiếp mình nói cho người ta nghe, khuyên lơn người ta, hoặc là mình chia sẻ với một ai đó có khả năng lắng nghe mình để giúp mình giải tỏa. Cho nên cái này cũng chưa hẳn, tùy theo cái cách mình nói cho người khác nghe, mà nói ở cái tone nào, cái âm điệu nào, cái dụng ý gì. Mình nói với cái dụng ý là tôi muốn cho thiên hạ này ghét má tôi, ghét cho ba tôi. Đâu có ai nói về đâu không? Cái này là có lẽ do bực quá, là không ai trút thì kiếm người này kia trút vậy đó. Kính thưa Thầy, những người thân của mình mất trên 50 năm, mình có cần cúng cầu siêu nữa không? Thưa đại chúng, ai mất lâu rồi mình không cúng nữa cũng không sao. Nhưng mà sở dĩ mình còn cúng cầu siêu, cúng dỗ là bởi vì mình muốn nương cái phương tiện ngày dỗ ông bà để kêu gọi các con cháu trở về sum tụ trong một nhà. Thì cái ngày lễ đó là ngày lễ quan trọng. Pháp Hòa ví dụ ở đây nó có cái ngày lễ Thanksgiving. Mỗi năm ai cũng được nghỉ cái ngày lễ đó để tưởng niệm. Rồi lễ này lễ kia mình vẫn làm mà, phải không? Vậy thì dỗ ông bà mình có cúng cũng không phải là mê tín. Và mình cũng có thể ông bà nào không biết không có về ăn đâu, nhưng mà rõ ràng mình đang cúng cho một cội nguồn, cho cái văn hóa, cho cái truyền thống của mình không có mất. Thì cái cúng này nên giữ nếu mình khởi niệm bằng cái tâm đó. Mà khởi niệm bằng tâm đó thì cái cúng này có lợi ích. Cũng giống như thưa đại chúng, Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật Pháp, trong tâm Pháp Hòa luôn luôn nghĩ một điều là vì tất cả mọi người, muốn cho mọi người thấu hiểu Phật Pháp để tu tập. Cho nên dù đến nơi đó có được tiếp đãi, có được ân cần, hay là bị người ta không có tiếp mình, hay là người ta đối xử với mình thế này thế kia, Pháp Hòa không có để tâm. Vì nếu như mình buồn cái đó, nghĩa là mình đi để cầu cái đó, mình gạt được mấy cái đó, mình vì cái mục đích chung là đi đến vì tất cả cái lớn. Thì ở đây cũng thế, chúng ta làm việc gì chúng ta biết cái chính yếu chúng ta làm thì cái việc làm đó không có sai ý nghĩa. Dù người đó có nói ai sống đâu, ai chết đâu, ngồi ở đó 50 năm mà vẫn cúng, 50 năm rồi mà vẫn cúng, thế thì chúng ta mới còn tình còn nghĩa. Chứ nếu mà mới có 3 năm xong rồi không cúng là cái tình nghĩa mình nhạt quá, hay là 10 năm rồi thôi đừng cúng nữa là nhạt lắm. Ông bà tổ tiên mình chết cả 100 năm rồi, mình còn đó mình vẫn cúng. Vì có cơ hội mình nhắc nhở lại cái đời sống của người thân của mình, cho con cháu mình nó nghe, điều tốt hết. Đó là cái câu trả lời chia sẻ với quý vị. Thì bây giờ mình còn một hai câu hỏi nữa. Con có một vấn đề con đã ưu tư từ lâu, nay kính xin Thầy vui lòng giải đáp giùm con. Từ 9 năm qua cho tới vài tháng trước, con đã vào làm việc cho một hãng lớn chuyên nấu thịt gia súc rồi đông lạnh để bán cho những nhà hàng lớn và ở chợ. Họ mua thịt về nấu chứ không có giết, có khi nấu cả đồ chay. Con làm ở chỗ sắp xếp thịt sẽ được ướp sẵn để cho vào lò nướng hoặc chiên. Vậy con có bị cộng nghiệp sát sinh hay tội? Nếu có ý con phải làm gì cho hết? Xin những nghiệp tội đó và con cháu của con có bị ảnh hưởng hay không? Thưa đại chúng, cái này không phải là mình chủ động, đây là chẳng qua vì công việc của mình. Thành thử ra nếu như á, mà mình làm bằng một cái công việc gì kiếm sống mà đồng thời mình cũng không phải cố tâm, thì cái nghiệp này nó có đi nữa cũng nhẹ, bởi vì mình không đứt tay mình giết, và cũng không xúi biểu người giết, cũng không thấy người ta giết mà mình vui theo, là tránh được ba cái chánh của cái tội lỗi, cái tội rồi. Chỉ còn có một chút là mình còn tiếp xúc với sự sát sinh bằng cách là mình chiên nấu nó thôi, chứ còn nghiệp sát thì mình không có. Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trong đạo Phật. Con hoàn toàn tin vào tu tập theo lời Phật dạy. Hôm nay con xin được Thầy giúp con câu hỏi như sau. Đạo Phật dựa trên căn bản nhân và quả. Vậy nên ta trả nghiệp thì tai họa đến, rồi chúng ta lại cầu Phật Quan Âm giúp tai qua nạn khỏi, như là giao như sống trong Kinh Quan Âm. Như vậy có phải là thật, có phải phản lại luật nhân quả không? Câu hỏi là nói là khi mà mình tu học thì mình biết có nhân quả, thì tại sao mình lại cầu Quan Âm phù hộ? Nếu mình cầu Quan Âm phù hộ thì đâu có đúng nhân quả. Câu hỏi rất là hay. Thưa đại chúng như thế này, nếu mà mình có niệm Quan Âm, mình nhân cái chuyện là đưa cái niềm tin mình vào Đức Quan Âm để cầu Đức Quan Âm phù hộ, thì khi mình đưa cái niềm tin mình vào Đức Quan Âm rồi á, thì cái năng lực của tu tập nó đang đưa mình vào trong cái chánh định. Thay vì trước kia mình không phải cái định đó, là mình định lo lắng. Cho nên á, mình cầu Quan Âm là mình mượn cái phương tiện để nghĩ rằng Đức Quan Âm phù hộ mình, rồi nhờ cái phương tiện đó mà mình đưa tâm mình về sự tu tập. Mà một khi mình được tu tập rồi thì nghiệp quả mình phải chuyển không? Chuyển. Như vậy rốt cuộc mình cũng tự tu, chứ đâu phải là cầu Quan Âm mà được đâu. Mình tu tập nhưng mà lấy Đức Quan Âm ra làm biểu tượng để mình được cái sự tu tập đó. Cho nên nó có cái chuyển tùy theo cái cách hành nghiệp của mình, cái cách tu tập của mình. Đây câu hỏi cuối nha. Con có người anh đã quy y thọ Bồ Tát giới. Một, có cần phải tụng kinh công phu hàng ngày hay quên hay hàng tuần? Hai, bắt buộc phải ăn chay trường, có thể 1 tháng 10 ngày được không? Và trả lời hai câu này trước. Khi mình thọ giới Bồ Tát á, là để mình ứng dụng trong sự tu tập hàng ngày bởi cái giới mình thọ. Còn cái chuyện mình tụng kinh hàng tuần, 1 tuần tụng có 1 lần thôi, mục đích tụng thời kinh đó gì? Để hướng dẫn, chứ không phải là để nói lên rằng tôi là Bồ Tát, tôi tụng kinh mỗi tuần là. Cho nên không luận là Bồ Tát hay không Bồ Tát, ai cũng cần tụng kinh mỗi ngày hay là mỗi tuần, tùy theo hoàn cảnh của mình. Nhưng mà đã là Bồ Tát rồi, nghĩa là mình đã bước lên một cái bước xa rồi, thì mình phải thiết thực trong cái đời sống của mình. Từ việc đi chùa cho đến cái việc tu tập khác đó. Cho nên trong này mình mới nói là không phải chỉ là thọ Bồ Tát giới mới cần tu tập. Vài bữa nữa quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói về sự hành trì ở Boston. Cái bài này mới giảng cách đây mấy tuần. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, hành trì á, là công việc mỗi ngày của mình. Nhưng nếu như mình chú tâm hành trì một cái pháp bạch pháp, thiện pháp, thì hành trì này trở thành thuần thục của pháp lành. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như mỗi ngày mình đi làm về, mình giục 2 chiếc giày ngay cửa, tháo áo ra giục, nó cũng hành trì chứ gì nữa. Mà hành lên riết nó thành một cái hành trì của mình rồi. Nhưng mà ngược lại mỗi ngày đi làm về máng cái áo lên, để đôi giày ngay ngắn lại, đi rửa tay rửa mặt rồi đi ra làm việc thì cũng là hành trì, phải không? Vì vậy cho nên cái hành trì á không phải là tụng kinh gõ mõ của mình, mà hành trì này nó ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình luôn. Vậy thì Bồ Quy, một vị mà thọ Bồ Tát giới rồi đó, là phải tập tu, phải có sự hành trì mỗi ngày mà cụ thể qua đời sống. Còn cái chuyện mỗi ngày mà lên tụng thời kinh đó là 2 tiếng mình tu với Phật, còn rồi nguyên cả ngày mình hành trì cái gì? Quý hiểu ý không? Cho nên không thể thiếu sự hành trì. Hành trì ngày tụng thời kinh đó là hành trì ở trên chánh điện, lúc đó tâm mình quy định lắm. Còn cái sự hành trì của mình mỗi ngày là đi đứng nằm ngồi của mình hành trì sao, hành xử làm sao là hành trì. Còn thọ Bồ Tát giới rồi là nguyên tắc ăn chay trường, không có ăn 10 ngày được. Có một ví dụ, Bồ Tát là gì? Theo cái hiểu đơn giản của một người không biết trời đất gì, nhưng mà ta hiểu Bồ Tát là cái người mà sống rộng rãi để cứu độ mọi người. Bây giờ mình không có tiền bố thí mà không có làm được gì hết, mà cái ăn là tự mình có thể mình điều khiển được mà. Mình còn ăn sinh mạng chúng sanh thì sao kêu là Bồ Tát? Bồ Tát là phải cứu khổ chúng sanh, mà còn ăn thịt của chúng sanh thì sao kêu Bồ Tát được? Cho nên không có cái chuyện du di mà thọ Bồ Thọ đi, không sao đâu, thọ 2 ngày cũng được, thọ ăn chay 2 ngày cũng được, 10 ngày cũng được. Cái này là mình on sale giới. Không ai thọ trơn rồi on sale cho giữ, cho ta đăng ký ta thọ Bồ Tát giới cho đông lên. Để rồi đạo tràng mình là khoe là đạo tràng mình là toàn là Bồ Tát không á. Hỏi Bồ Tát này ăn chay 1 tháng nấu đậu hũ có 2 ngày, còn 28 ngày kia khứa, chiên, xào chắc. Không phải. Không thiếu, người ta không thọ được cái giới đó, người ta có thể tu cái tâm giới đó. Người ta hành theo cái tâm giới đó bao nhiêu cũng quý hết. Mà một khi mình cho người ta thọ thì cái điều kiện căn bản phải là ăn chay trường. Bây giờ có một ví dụ nè, con trai mình đó nó về nó nói má ơi con muốn cưới vợ. Thế con sẵn sàng chưa con? Má thấy con còn lung tung quá mà vợ con làm khổ người ta con. Còn ngược lại mình muốn con mình có vợ quá, nó má ơi con còn lung tung. Không sao con, kệ cứ cưới đi, lung tung. Đâu có được. Mình làm vậy mình hại con người ta, mà mình xúi con mình sống bậy nữa. Rồi con không có ready được, thôi con đừng cưới vợ. Chứ đâu có chuyện on sale dữ dội vậy. Rồi bây giờ là mình đem giới Bồ Tát là mình on sale 1 tháng có 2 ngày chay à. Bây giờ Pháp Hòa không có tiền bố thí cũng không có làm gì được hết, nhưng mà ăn chay là cái ăn tự mình được mà. Mình manage, mình tự mình control cái chuyện ăn uống của mình được. Tại sao mình không ăn được? Mà cái điều kiện tiên quyết của Bồ Tát là gì? Một là phát tâm từ bi, 2 là phát tâm Bồ Đề. Mà tâm từ bi còn ăn thịt chúng sanh cũng có, tâm Bồ Đề là thối rồi. Thành thử ra không thể được. Thân khẩu ý tâm phải thanh tịnh, từ bi hỷ xả như một Bồ Tát không. Khi mình làm Bồ Tát dĩ nhiên là phải có từ bi hỷ xả vân vân, nhưng mình chỉ là Bồ Tát đang tu, chứ chưa phải là Bồ Tát đã chứng. Mặc dù đang học từ bi hỷ xả, nhưng mà bữa nào nóng quá chịu nổi cũng xả mà xả láng. Nếu hôm nào mình phải học cái này thôi, tại vì đây là tâm hạnh Bồ Tát. Nhưng mà ở đây không bắt buộc, không có nói là mình phải hoàn toàn. Mình đang trên con đường tu tập đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đại chúng đã thực tập từ bi cho đơn giản nha, dễ lắm. Nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là phải hỷ xả, phải từ bi theo cái kiểu rốt ráo của mình đó, mình thấy hơi khó. Nhưng bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng cái nhỏ thôi. Thí dụ như bây giờ mình đi chùa với nhau, cái mình nghe cái bác đó bệnh, cái mình rủ nhau đi thăm. Mình nói chị, bác 7, bác 3, bác bệnh á, mình đi thăm đi chị, để em thôi gặp con bác kỳ lắm. Vậy mình đi thăm vì từ bi hay vì kỳ? Kỳ. Đa số làm gì cho ai sợ kỳ không à? Trời ơi quen quá mà không đi kỳ lắm. Thấy không? Thành nữa mình cũng làm trong cuộc sống mà đa số là vì kỳ nhiều hơn vì từ bi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, chị ơi mình đi thăm bác Bảy của chị, trời bác tội ghê á, mới đi chùa với mình tuần rồi, bữa nay té bệnh rồi. Đó, cũng đi thăm mà mình khởi cái lòng từ bi mình đi thăm, mắc chi sợ kỳ, mà đa số là sợ kỳ mới đi không à. Cho nên rồi đó, khi mình vô trong đó mình khởi cái tâm từ bi mình đi thăm bệnh rồi đó, mình vô mình nắm tay bác, bác yên tâm nha, không sao đâu. Con tưởng đâu bác nặng lắm, con vô thấy mình lấy cái tay mình để lên trên cái thân của người bệnh nè. Cái này là một cái ấn. Quý vị thấy Phật đưa tay vậy không? Đây là cái ấn, ấn này là ấn vô úy, cho người ta cái không sợ hãi. Trước khi ra khỏi bệnh viện nha, bác yên tâm nha, bác ở đây dưỡng bệnh đi, tuần sau con vô thăm bác đây. Này, vô úy mà, đưa tay ra giấu vậy nè. Ấn là gì? Ấn là biểu lộ của tâm. Ấn là biểu lộ của tâm. Mình nói chuyện mình cũng ra tay dữ lắm. Để chi? Để biểu lộ cái express, cái feeling của mình. Hỏi bác vui không? Bác thích không? Đây cũng cái ấn nè. Đó, thì cái đây rồi, cái này là một cái ấn, ấn number one. Cho nên Phật cũng bắt ấn. Ví dụ Đức Quang Âm bắt ấn này làm ấn gì? Ấn cát tường. Ấn này là ấn cát tường. Chỗ nào mà uế độ, chỗ nào bắt cái ấn này là tượng trưng cho sự an lành. Quý vị mà ngồi thiền, quý vị để cái tay phải lên lòng bàn tay trái ngồi về phải không? Đây là một ấn, ấn này gọi là ấn hàng ma. Ngồi xuống vậy tự nhiên cái định tĩnh của mình đó bắt đầu nó thiết lập. Ngộ lắm, mình ngồi về cái ta kêu chắc nó ngủ á. Mà ở đời mà ngộ nha. Thí dụ như mình vô mình ghé mình ngồi, trời ơi con nó ngồi nó phè phởn kìa. Phải không? Nhưng mà nếu mà ngồi về cái ai bước vô thấy đừng có nói chuyện, nó đang thiền. Cái tướng nó ngồi nó ngủ muốn chết vậy đó mà nó ngồi vậy. Người khác cũng nói nó tu nữa. Vậy cái biểu lộ đó. Cho nên á, mình chắp tay về nè, ấn phổ lễ. Cầm cái hương lên vậy nè, ấn cúng dường. Để tay là ấn hàng ma. Ấn hết. Mà mình á, ấn gì cũng có hết. Chị chưa có cái Ấn Độ. Đó là từ bi phải không? Mình làm được, thay vì mình khởi cái tâm thôi làm đó đi để thôi kỳ lắm, thôi cho nó ăn đi, kệ cho đại nó ăn miếng đi để má nó vô kỳ lắm. Vậy mình cho đứa nhỏ ăn đâu phải vì thương nó đâu, sợ má nó nói mình kỳ. Đó là từ bi phải không? Giờ nè, thôi cho nó ăn đi tội đứa nhỏ. Hỷ xả nè. Xả là gì? Khi việc nó đến xả liền, không chấp. Đợi ôm trong tháng thấy mệt quá mới xả, cực quá trời luôn. Khi cái gì thấy không cần xả liền thì gọi là xả. Cho nên xả đó là ngay giây phút đó buông, chứ không phải đợi ôm rồi mới buông. Cũng được mà hơi cực. Con chưa thọ giới Bồ Tát, con chỉ thọ thập thiện thôi. Nhưng con nghĩ khi mình đã thọ thì phải nguyện làm như một vị Bồ Tát, giữ giới nghiêm mật. Vì anh con chưa thể thực hiện được của Pháp tứ vô lượng tâm. Như vậy có tội không bạch Thầy? Không có tội. Bởi vì mình đâu phải là người chứng thánh mà có từ bi hỷ xả một cách viên mãn rốt ráo. Nhưng mà bởi vì mình chưa có cho nên mình thọ để mình làm gì? Để mình tập tu mình có. Như hồi trưa Pháp Hòa nói vậy đó. Quý vị nào không quy y và cứ nghĩ rằng thôi tôi còn sân si lắm, để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Mô Phật. Anh còn sân si thì anh thọ giới, anh tu để anh giảm sân si. Anh không làm gì hết tự nhiên sân si nó giảm à. Chuyện đó không thể có. Thôi tôi không dám thọ giới đâu. Thọ rồi mà làm đó tội dữ lắm. Bộ không thọ rồi làm không tội hả? Nhưng mà mình thọ giới rồi đó, mình có làm đi nữa cũng nương tay. Mình có làm lỗi đi nữa, ví dụ mình mới vừa định làm chuyện đó tày trời lắm á, nhưng mà nhớ lại mình quy y rồi rút lại đỡ lắm. Mà lỡ có làm đi nữa cũng sanh tâm tàm quý, khổ thẹn sám hối. Vì vậy cho nên cái việc mà mình phát tâm á, mình quy y, mình tập tu là cần. Nhưng mà có những điều kiện căn bản nó giúp cho mình tăng trưởng được cái pháp tu mình mà trong khả năng mình làm được. Thí dụ như quý vị nào mà thọ năm giới đó, đâu có bắt ăn chay trường đâu, ăn chay kỳ thôi, một tháng, một ngày, hai ngày thôi. Rồi bây giờ trong năm giới đó, giới nào mình giữ được thì giữ, giữ chưa được thì mình biết rằng đây là mình cần phải tu tập. Dù mình chưa phát nguyện thọ giới nhưng mà cuộc sống hàng ngày của mình cũng chưa bao giờ mình làm cái điều sai quấy đó, thì mình đã giữ giới rồi. Chẳng qua hôm nay mình phát nguyện một cánh chính thức thôi. À, con có đứa con bị bệnh tự kỷ và trầm cảm. Con thường nghe quý thầy giảng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nên con muốn hỏi thầy, con phát nguyện vì đứa con bệnh này mà tu giùm nó được không? Vì những người không có bệnh còn có thể nghe giảng và hiểu để tu, nhưng những đứa bệnh như nó thì đâu hiểu để mà tu. Vì vậy con xin thầy cho con biết con có thể vì con của con mà xuất gia, giao duyên không ạ? Con xin sám hối vì con bị bệnh tai biến nên tay con cầm viết rất khó khăn, nên con viết chữ không được rõ. Cảm ơn cô viết rất là rõ, đọc chạy hết trơn. Thưa đại chúng á, trong Phật Pháp mình á, có hai lực. Một là tự lực, hai là tha lực. Người tự niệm Phật là tự lực, nhờ Phật Di Đà gia hộ là tha lực, gọi là chúng sanh lực và Phật lực. Trong cuộc sống của chúng ta lúc nào làm gì cũng cần đủ hai năng lực, tự mình và sự hộ trì của người khác. Có phải không? Thế thì bây giờ á, cái đứa nhỏ mà nó bệnh, nó không thể tự nó phát nguyện nó tu gì hết được á, mình là mẹ nó, không phải là mình tu dùm mà mình trợ duyên cho nó được. Mình hồi hướng một phần nào công đức tu tập của mình cho nó được. Hồi hướng là gì? Là bằng cách mình tu, mình sống, rồi mình ảnh hưởng cái môi trường để nó tiếp nhận cái năng lượng đó. Thường thường người Mỹ, con họ mà bị bệnh đó, họ ít có nuôi lắm, đa phần họ giao chính phủ. Rồi nhiều khi lâu lâu họ vô thăm. Mà người Việt Nam mình đó, con cái bệnh là nhiều khi mình giữ mình nuôi, đến khi nào nó viên mãn thì thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tình thương của mẹ. Thầy Pháp Hòa kể để chúng nghe câu chuyện tình thương của mẹ. Mới gần đây là Pháp Hòa có khuyến khích quý Phật tử chép kinh. Ai chép kinh xong rồi gửi qua bên chùa thì Pháp Hòa mới để trong lòng tượng Phật Di Đà để quý vị hồi hướng công đức, quý vị chép kinh. Thì có một cái bác đó không có chép được, chép được có mấy câu thôi, nói với người bạn thôi tôi không chép nổi nữa đâu, tay tôi mỏi, người tôi bệnh, đầu tôi nhức, đủ thứ hết, thôi tôi không chép đâu. Sư tử, nó hát nhạc đó phải không? Thì quý vị biết á, khi mà cái vị này á, từ chối chép kinh, nói là tai đau, người tôi bệnh, tôi không chép gì được hết, thôi chắc người tôi nghĩ tôi không có đủ duyên, tôi không chép được, tôi làm không nổi đâu. Thì cái người bạn mới khuyên, mới nhĩ ra chắc, chị ơi, thôi con chị đang bệnh đó, thôi chị chép quyển kinh hồi hướng cho con chị đi. Nói con nhiều đó thôi, bà tới bàn bà ngồi bà chép hết quyển kinh. Vì sao mà chép được quyển kinh? Con của mình. Cho nên khi đó, đó là cái tâm của mình nó mãnh liệt lắm. Đứa con là cái điểm mà mình đưa cái tâm mình trở về. Cho nên quý vị thấy không, có tình thương là vượt hết tất cả, có lòng từ bi là vượt hết tất cả. Cho nên mình mà có lòng từ bi là vượt tất cả mọi cái khó khăn, làm gì cho chúng sanh mình cũng thấy mình an lạc hết. Cho nên cái chuyện mà đứa con này á, nó chưa tự lực thì nó nhờ tha lực. Và cái tha lực này của mình là bằng cách tu tập cho chính mình không có phải, thì lỗi nếu nói nghiệp nha, nếu nói nghiệp mình không có nghiệp thì mình đâu gặp. Còn nếu mà nói về nguyện, mình phải chuyển nghiệp thành nguyện. Bây giờ đúng ra nó là nghiệp của tôi, nhưng tôi biết rồi, tôi sẽ nguyện độ con của tôi cho đến viên mãn. Chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Tại cái nguyện đó là sức mạnh để mình tu tập và chuyển hóa tự thân. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, người mẹ viết quyển kinh hồi hướng cho con, nhưng mà thật sự ra người nào hưởng cái đó trước? Người mẹ đọc lời kinh, chép lời kinh, tự thân họ hưởng trước. Và cái sự hồi hướng cho người khác đó là cái thứ nhì. Vậy thì tự lực nó ngay đó. Và nhưng mà vì cái tha lực mà mình phải tự lực. Cho nên hai cái nó trợ cho nhau. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, vì con mình phải sống tốt. Như vậy thì tự nhiên vì đứa con thôi mà mình sống tốt, phải không? Mà mình tốt được là nhờ đứa con. Nó không có mặt thì đâu sao mình sống tốt được. Cho nên á, Phật mà tu tới thành Phật là nhờ chúng sanh. Chúng sanh, Phật thấy chúng sanh khổ, Phật có phát tâm Phật tu. Phật tu mà tới thành, quý vị biết không, Đề Bà Đạt Đa hại Phật mà quý vị đọc sử quý vị biết gì. Vậy mà khi Đề Bà Đạt Đa sắp chết á, Đức Phật đến thăm á, Đề Bà Đạt Đa mới hối hận á, nói những cái lời sám hối á. Quý vị biết Đức Thế Tôn nói một câu à: Đề Bà Đạt Đa, tôi đâu có nhớ ông thầy làm gì đâu, tôi không có nhớ thầy làm gì xấu hết á. Một câu đó thôi giúp cho Đề Bà Đạt Đa giải thoát. Cho nên mình vì một người nào đó mình làm. Quý vị nhớ hồi xưa mà mình hãy hát cái bài Phật như vậy đó: thương chúng sanh mà Ngài ra đi. Cho nên đó, mình vì tình thương một người nào đó là mình có sức mạnh, dũng mãnh rồi. Mình tu cho con được. Thôi câu cuối nha. Con kính chào Thầy. Thầy được rất nhiều người mến mộ và tôn trọng, cũng nhờ vào đức của mẹ của Thầy. À, hôm nay mẹ Thầy có đi theo Thầy qua đây không? Nếu bà có qua cho chúng con xin gặp và chào bà. Còn nếu bà không qua, vậy Thầy làm ơn cho con và bạn con nấu cho Thầy buổi cơm tối nay, được không Thầy? Ngày mai con và bạn con mới đi làm, tối nay tụi con rảnh, tụi con muốn phục vụ Thầy please. Và câu cuối cùng là if you want, I afternoon you. Tiếng Anh đó. Nếu anh muốn tôi sẽ chiều anh. À, xin cảm ơn anh Cường và chị Thoa đã có lòng. Theo như chương trình thì chiều nay sau khi mình xong cái phần ở đây thì có thể là mình còn cái mục cuối cùng là mình chụp hình lưu niệm. Rồi sau đó Pháp Hòa sẽ đi về lại bên chùa Hồng Ân vì có cái lễ cúng dường trai tăng ở bên đó. Thì nếu mà anh chị ở đây có lòng thì cũng xin mời qua chùa luôn. Rồi phục vụ là lo chăm sóc cho quý Thầy hết luôn. Công đức nhớn hơn. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ câu cuối cùng. Không, cái này đơn giản thôi. Chúng con ở xa quá, làm cách nào để được tu khóa tu gieo duyên, dù chỉ được một ngày Thầy nhá tí tóc cho con. Thôi thì bây giờ bác ở xa quá, bác không có qua được tận bên Em Minh Tinh tham dự khóa tu. Nếu bác muốn thì chút xíu nữa bác cứ qua chùa Hồng Ân gần đây đó, hoặc là vô chánh điện đây nè, thì Pháp Hòa sẽ nhá kéo để gieo duyên cho bác. Bởi vì bác lớn tuổi hay là quý bác nào lớn tuổi mà không thể tham dự khóa tu được, mà muốn đời này mình một lần nhá kéo để gọi là gieo duyên đó, thì có thể chút xíu nữa quý vị vào chánh điện rồi Pháp Hòa sẽ trợ duyên cho quý vị trên cái mặt đó. Nhá kéo là gì hả? Lấy cây kéo sở ngay cái chân mày đó. Đó là mình lấy cây kéo mình nhấp chút xíu tóc ở trên đầu để gieo cái duyên với Phật Pháp vậy đó. Nhưng mà nếu muốn cạo luôn tốt. Thôi thưa đại chúng, hôm nay mình có một ngày thật là bình an, hạnh phúc, nhất là thời tiết ưu đãi cho mình. Và đồng thời đặc biệt nữa là thầy trụ trì chư tăng ở đây đã mở lòng cho chúng ta sử dụng ngôi chùa này từ trong ra ngoài. Thì có một điều là Pháp Hòa xin đại chúng giúp cho là chút xíu nữa trước khi quý vị ra về, tất cả trong khu vực của chùa mình thấy chỗ nào có rác thì mỗi người một tay lượm rác dọn dẹp. Thứ nhất là mình trả lại sự sạch sẽ cho chùa, thứ hai là cũng giúp một phần cho ban tổ chức. Và hơn nữa là mình nói lên được tinh thần của một người Việt Nam mà là lại là một Phật tử khi đến một ngôi chùa khác. Xin thành thật cảm ơn sư cô trụ trì, sư cô Huệ Minh, trụ trì chùa Hồng Ân ở Mississauga đã tổ chức một ngày sinh hoạt này cho tất cả chúng ta. Và cũng xin tán thán toàn thể công đức của quý Phật tử trong các ban ẩm thực, trật tự vân vân. Xin đại chúng cùng tán thán tất cả công đức của các đạo hữu đã giúp cho chúng ta có được một ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Nhưng mà đa phần là gì? Liệt sanh, nghĩa là nó nghịch lại với mình. Như vậy thì mình muốn độ cái đứa này á, phước đức mình mỏng manh, nghiệp lực mình với nó sâu dày thì cũng khó lắm. Chỉ trừ khi nào mình tu tập sám hối và mình chuyển cái nghiệp của mình trách móc nó. Ví dụ mỗi lần mà thường mà nó làm gì cái mình hay trách nó, mình hay quở nó: mày con mày như thế này thế kia, đừng có quở. Cái ta một lần nói á, mình trách móc, mình hờn giận nó là mình chồng chất thêm cái oán giữa mình với nó, thì cái giải nghiệp giữa mình với nó chậm. Bây giờ mình biết rằng mình có những đứa con như vậy, thôi mình chấp nhận và đồng thời mình xin sám hối để giải cái nghiệp cho mình với nó. Một khi mà Pháp Hòa nói ví dụ như mình đó là bệnh nhân, thuốc đó là chữa bệnh, thuốc đó thì không, thuốc là đã có cái chất thuốc rồi. Nhưng mà giờ cơ thể mình không tiếp nhận được viên thuốc này, thì thuốc này dù có chất thuốc cỡ nào cũng vô bổ. Vậy thì trước hết mình phải làm sao chuyển hóa bản thân mình cho đủ chút, có một chút xíu nội lực, cái phước để tiếp nhận một viên thuốc vào. Thì cũng như thế đứa con đó mình không dám mong là nó thay đổi, nhưng mà trước hết mình làm sao mình thay đổi mình. Có đôi khi cái cách hành xử của mình nó cũng biến đứa con đó thành đứa liệt sanh để chứ không phải tự động nó muốn nữa. Nhiều khi cái cách sống của mình, cái cách đối xử của mình với nó, mình cũng biến nó thành một đứa liệt sanh. Và nhiều khi nó cũng có một chút, nó có một chút xíu đó rồi, mà cái cách mình dạy nó, cái cách mình sống với nó, cái cách mình đối xử với nó, mình đã vô tình làm cho nó trở thành một đứa liệt sanh, chứ bản chất nó cũng chưa hẳn là một đứa liệt sanh hẳn nữa. Cho nên đôi khi mình cũng phải nhìn lại cái cách mình treat một đứa nhỏ. Đôi khi mình khó dễ với nó quá, như thế này thế kia, thì đôi khi mình làm cho nó trở thành. Pháp Hòa có một cái người Pháp Hòa biết đó, bà không phải là người Việt Nam, bà rất là thương con, nhưng mà cái cách thương của bà đó là đánh đập dữ lắm. Nó ăn no rồi, Mãi mà bà thấy cái gì ngon là bà cứ ép nó ăn, bắt nó ngồi nhôm ép vô là một. Cái thứ hai á, cái tánh nóng tánh lắm, mỗi một lần mà giận nó là đánh nó là nó dở lưng ra là thấy lằn, thấy vết á. Mà nó đâu có dám nói. Có một lần đó bà đánh mà nó lên mũ luôn á, cái lưng của nó nổi mũ lên luôn. Thì quý vị biết không, nó nuôi cái hiềm hận đó trong lòng. Thì một hôm vô tình á, hai vợ chồng gây gỗ với nhau. Bà đã vô tình bạc, ông chồng tức lên nhồi máu cơ tim chết. Ông chồng chết vì một trận hai vợ chồng gây với nhau. Thật sự ra không phải bả đánh ổng, nhưng mà gặp xui cho bả là ngay lúc ổng lên cơn bệnh tim, đứng tim chết. Sẵn dịp còn thừa bả luôn, vợ tù. Thì quý vị thấy là không phải là nó xấu, nhưng mà tại vì hồi nhỏ mà cái cách mình hướng dẫn, mình dạy nó, mình đã biến thành cho nó thành một đứa liệt sanh. Lẽ ra là nó tùy sanh. Có những đứa mà nó ưu sanh thì hiếm rồi, mà cái đứa tùy sanh là do mình chuyển hóa nó. Thật ra nghiệp cũng có thể chuyển, dù không 100%, cũng một phần nào. Thì thôi bây giờ lỡ đứa nào mà nó sanh ra thật sự nó là một đứa liệt sanh thì mình phải sám hối giải nghiệp và bớt cái sự trách móc oán hờn nó, mà mình chấp nhận nó là một đứa con của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một đứa con sanh ra bệnh tật mình cũng phải nuôi thôi. Nhưng mà đứa đó là bệnh tật thân. Thì có những đứa nó sanh nó bệnh gì? Nó bệnh tâm. Nó không bệnh thân mà nó bệnh tâm, cọc cằn, nóng nảy. Thì cái cách mà mình trị cái bệnh tâm đó là do mình dụng tâm của mình chữa nó. Mình dụng cái đức, cái phước tu tập của mình chuyển nó. Chứ người đời mình cũng phải chuyển vậy thôi. Pháp Hòa có các vị đệ tử đi xuất gia, mà trong 10 đứa phải có một đứa nó nghịch. Nó lấy cây nó đánh người khác mà hỏi tại sao con đánh em, nó for fun, đánh cho vui. Quý vị thấy không? Rồi mình muốn lấy, mình phải dỗ nó một cái, mình nói phanh không, nó trợn mắt, rồi nó chọc tức mà nó giả. Trời ơi, cái đó lên tới đây luôn. Bởi mấy Phật tử hỏi thầy có bị cao máu không? Pháp Hòa nói dạ máu thì sẵn cao, đợi trào nữa. Trào máu. Mình tu cũng vậy, trong số đệ tử mình cũng có những người đệ tử liệt sanh, chứ không phải là ưu sanh hết hay là tùy sanh hết đâu. Cho nên mỗi người mỗi phước mỗi nghiệp. Nhiều khi mình được cái phước phần về làm ăn mà không được phước phần con. Nhiều khi mình được phước phần con không được phần chồng, tình cảm gia đình. Nhiều khi mình được cái phước phần tình cảm gia đình thì bù lại công ăn sự nghiệp không xong. Nhiều khi mình được cái phước cái phần gia đình nhỏ của mình mà mình lấn cấn với gia đình chồng, gia đình vợ, thấy không? Có nhiều khi á, mình xong mình vô tình mình hành xử, mình làm cho người vợ rất khó xử là vì mình không nhìn bên vợ. Cả năm mình không tới thăm. Thật ra người vợ mỗi lần mà đi về thăm bên vợ của mình á, người ruột thịt của mình là phải tìm mọi cách để nói dốc, bào chữa cho ông chồng mình. Dạ bữa nay ông bận, ông bệnh, ông đủ kiểu hết mà quanh năm suốt tháng có việc mà chưa bao giờ về thăm. Thành thử ra cái đó cũng tùy theo cái do đời sống của mình, mình sống theo cái tập nghiệp của mình một phần, rồi mình cũng biến người khác trở thành ra cái nghiệp chướng, cái oan trái của mình. Yeah. Thì thôi bây giờ ai mà có đứa con vậy thì ráng sám hối, ráng tu tập, rồi nhìn lại cái cách hàng ngày mình đối xử với nó. Quý vị như bây giờ quý vị nấu cơm cho nó ăn á, quý vị chú nguyện vô đó đi. Nguyện cho con của con nó ăn cơm này nè, tánh tình nó bớt nóng nảy, tâm tính nó thuần hòa. Tại vì khi mình nấu ăn á, mình gửi cái lòng từ bi mình vô đó, mình niệm Phật, mình nghe Pháp. Cái thằng quỷ này đi hoài không có nhà nấu, mà vừa nấu nó ăn cho no thay đỡ đi. Mình cũng chú nguyện đó, mình chú kiểu đó thì nó ăn nó phải nổi nóng theo mình rồi, phải không? Thay vì mình tức tối mình vừa nấu mình vừa chú kiểu đó, mình nói cách ngược lại, phải không? Thành thử nhiều khi quý vị mở Pháp của thầy ở nhà chứ quý vị đâu có nghe đâu, quý vị lầm bầm thôi. Rồi thầy lại nhảy kệ thầy. Cho nên tại sao biết hết chuyện nhà. Xin thầy Quang Hỷ giải thích dùm con ý nghĩa pháp danh Phổ Như và từ Huệ Mỹ. Phổ là rộng, Như là không thay đổi, nghĩa là tâm hay là bất cứ cái gì thiện lành ở nơi mình luôn luôn rộng rãi và bất biến. Từ là từ bi, Huệ là trí huệ, Mỹ là đẹp, nghĩa là người vừa có lòng từ, vừa có trí tuệ rất là đẹp. Ngày hôm qua Pháp Hòa có kể câu chuyện vui về chuyện pháp danh đó. Đa số Phật tử nghe tên mình đôi khi không thích, tại mình không hiểu cái ý, phải không? Rồi cái mình cứ lên mình complain với lại thầy, sao thầy đặt tên con xấu. Có cái cô đó, cổ pháp danh là không thích. Bữa nọ cổ viết tờ giấy lên, cổ hỏi Pháp Hòa, cổ nói thầy ơi, pháp danh không thích thì sao? Tưởng đâu cổ hỏi là cổ không thích cái tên cổ, mình ngồi mình giải thích hết một buổi luôn. Cổ nghe cổ chịu hết nổi, cổ giơ tay cổ nói pháp danh con là không thích. Chứ không phải con không thích tên con. Có nhiều cái pháp danh nó đứng đầu chữ không. Con thường ngủ mơ thấy một bé trai rất kháu khỉnh, nhưng lúc nào cũng thấy bé chết trước mặt con và con khóc nức nở. Đến giật mình cũng khóc, xin thầy giải đáp giùm con. Nó khóc mà mắc gì thầy giải đáp. Cái này thường bị lắm. Người khác làm bắt người khác chịu. Thưa đại chúng, là trong chim bao á, khi mình ngủ mình có những cái giấc mộng đó, nó cũng có 5 trường hợp mình nằm mộng. Do thân thể mình không khỏe mình nằm mộng cũng có. Do tâm lý mình thường suy nghĩ về một cái gì đó mình hay niềm chim bao cũng có. Do cái túc nghiệp đời trước, có thể đứa nhỏ này nó đã từng là đứa con của mình rồi trong nhiều đời, hoặc là nó đứa con đó nó chết là nó làm một lần, nó làm cho mình đau đớn, mình khắc ở trong tâm hết đời này sang đời khác, cho nên đời này mình vẫn chim bao thấy là cái cảnh cũ. Cái này là cái cảnh của quá khứ chứ không phải hiện đời. Ví dụ vậy nè, ví dụ như mình đang đi trên đường, mình lỡ mình cán một con gà chết, và từ đó nó ám ảnh mình. Nó ám ảnh mình mà 30 năm sau mình thấy con gà mình vẫn rùng mình. Hay là mình thấy ai mà lái xe sắp sửa đụng một cái gì là mình hốt hoảng lên. Cái đó là cái quá khứ của mình. Thì hiện đời này cũng có những quá khứ như vậy. Thì có những giấc chim bao nó cũng tương tự như vậy. Cho nên chim bao nó có 5 loại ha. 1 là thân, 2 là tâm lý mình suy nghĩ, 3 là quá khứ, 4 là thiện thần nhắc nhở, 5 là quỷ thần quấy phá mình. Tùy theo cái. Nhưng mà ở trường hợp này có thể đứa nhỏ này đã từng là con mình và nó đã chết vì mình thương nó quá, mình nó hằn ở trong tâm mình, trong cái tàn thức mình sang tới đời này. Bây giờ muốn như vậy thì mình nên tụng kinh hồi hướng, cầu nguyện cho đứa con siêu thoát để đừng thấy cảnh này nữa. Ông xã con ngày xưa có học kinh và đã được làm phép vào đạo Thiên Chúa. Bây giờ ông xã con lập gia đình với con và được nghe pháp thầy giảng nhiều. Bây giờ xin quy tâm bảo như vậy có mắc tội không? Nếu mà mình nghĩ rằng á, mình quy y á, để mình theo một đạo giáo á, thì mình khó chịu lắm. Tại vì mình có cảm giác như bỏ này bắt kia vậy đó. Nhưng mà đặc biệt cái quy y của đạo Phật, nó không có nghĩa là mình đi theo một tôn giáo, mình trở thành một tín đồ. Mà sâu sắc hơn quy y đó, để mình phát nguyện sống cuộc đời lành thiện. Mình trở thành một tín đồ của một đấng nào đó không quan trọng bằng mình trở thành một người sống lành thiện cuộc đời này, nó quý hơn. Cho nên quý vị phải nên tiếp nhận cái pháp quy y này như là một cái pháp để mình tu sửa bản thân, làm giàu cho đời sống của mình hơn nữa. Pháp Hòa đã từng truyền tam quy tam giới cho những con chim, những vị Thiên Chúa, những vị tinh lành. Và các vị này vẫn giữ truyền thống của mình chứ không có gì thay đổi. Nhưng mà tiếp nhận 5 giới tu tập. Tại sao? Vì 5 giới này quý vị nghiệm coi, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Có phải đạo Phật mới cần làm mà các đạo khác cũng làm không? Đã là con người sống ở đời này đều cần giữ này cái này hết, để bảo vệ hạnh phúc của mình. Vậy thì đâu phải Phật giáo mới cần hạnh phúc mà giữ này, rồi những người khác không cần hạnh phúc mà không cần giữ. Ai muốn có hạnh phúc, 5 điều này cần phải giữ hết. Và 5 điều này là cho con người chứ không có liên hệ gì đến với một cái đạo giáo nào. Cho quý vị đừng ngại cái chuyện đó. Rồi bây giờ ngược lại, có những Phật tử của mình rồi bỏ Phật đi theo Thiên Chúa giáo, không lẽ mình nói tội. Mà nếu bắt tội kiểu đó là tội dữ dịu dội lắm. Tại kiếm con chiên mà bỏ qua Phật là ít à. Mà kiếm Phật mà bỏ qua chạo Chúa là nhiều hằng không kể hết. Nội cái lấy chồng lấy vợ là mất rồi. Phải chi mà xuất giá tùng phu giữ cái luật đó là mình ok. Nghĩa là anh chồng đạo Chúa, vợ đạo Phật, chấp nhận theo chồng. Nhưng mà ngược lại, nếu chồng đạo Phật mà vợ đạo Chúa, vợ theo chồng, xuất giá tùng phu. Còn này xuất kiểu nào cũng tùng hết trơn, làm ăn lỗ lã quá. Mà chấp nhận lỗ vậy bao nhiêu năm mà không nói à. Cho quý vị tiếp nhận pháp tam quy ngũ giới đó như cái tinh thần là tiếp nhận một chất bổ dưỡng để nuôi đời sống tâm linh mình. Khi mà mình có một đứa con bệnh, không cần biết cái gì hết, ai chỉ cái gì mình theo nấy, có không? Pháp Hòa biết có nhiều vị nha, Phật tử đó, nhưng mà giái Quan Âm riết không linh, giái qua Ca Diếp. Có không? Bán nhà không được, khấn Ca Diếp bán được. Ca Diếp linh. Như vậy thì quý vị, Pháp Hòa nói vậy để ví dụ, khi tâm thức mình, khi đời sống mình nó khổ đau là mình phải đi cầu thuốc để chữa bệnh. Như con mình bị bệnh, khi mình gặp nạn là bất cứ cái gì, cầu ai, khấn ai, van xin ai mình làm hết, miễn sao con mình hết bệnh. Thì tâm mình là một đứa con của mình, nó bệnh tật quá chừng thì mình phải đi cầu thuốc nào để mà cứu chữa nó. Quý vị nào cũng sợ bệnh, nó nghe thuốc bổ cỡ nào cũng uống hết, phu con đan rồi sữa ông chúa gì là giới thiệu ở đâu, order kiểu nào mình quay hết, tại sợ bệnh lắm. Thì mình sợ bệnh mình mới tìm thuốc bổ mình uống đó. Thì cũng như thế, mình đi tìm cái phương pháp tu tập đó, không phải là mình tin một cái đấng nó tối cao nào để chờ cái đấng đó rước mình lên trển sau khi chết, mà mình đang đi tìm một công thức, một phương pháp để chuyển hóa đời sống khổ đau của mình. Thì năm giới là nền tảng căn bản nhất để chuyển hóa mọi khổ đau. Tất cả mọi khổ đau trong đời sống này, quý vị nghiệm coi, phần lớn gây lộn là do nói. Phần lớn gây lộn khổ đau bệnh tật là do ăn uống. Cho nên giới thứ năm, sợ sự hiểu lầm của nhau là do mình nói chuyện. Cho nên giới thứ tư, bệnh tật đủ thứ trong xã hội, gia đình đổ vỡ do giới thứ ba. Rồi trộm cướp tràn lan trong xã hội là do không giữ giới thứ hai. Ai cũng muốn giành đời của phần mình hết, cho nên sanh ra giới thứ nhất, vân vân. Vậy thì tất cả những thể tệ nạn có cái gì thì Đức Phật đưa ra phương thuốc đó để chữa. Tâm của chúng sanh bệnh gì thì Phật Pháp có thuốc đó. Thế thì mình tìm phương pháp của Phật, không phải mình thần thánh hóa Đức Phật, mà chỉ mong tiếp nhận một chất dược để chữa tâm bệnh, thân bệnh của mình thôi. Thì năm giới này là phương thuốc chữa mọi căn bệnh, nhất là căn bệnh đời sống của con người hàng ngày. Vậy thì có tội không? Không. Mình đi tìm thuốc về tứ cây cho nó bổ dưỡng, cho thân tâm bổ khỏe, không có tội. Mong Thầy Quang Hỷ giải thích, như Thầy đã từng giải thích, nếu bệnh nhân tự nguyện hiến những bộ phận trong người sau khi mất thì ok. Nhưng nếu người mất không nguyện vọng mà sau khi mất bệnh viện hỏi xin những bộ phận còn tốt thì thân nhân phải trả lời thế nào cho đúng. Pháp Hòa có một em Phật tử, nó đi du học. Thì năm đó nó vừa được nhận vô đại học, năm đầu tiên mới vừa được nhận vô thôi. Thì một buổi sáng đi qua đường, băng qua đường đi học, bị xe đụng chết. 20 mấy tuổi, sức khỏe còn rất cường tráng. Do tai nạn xe cho nên toàn thể bộ phận em còn tốt hết. Thì lúc đó bác sĩ mới hỏi là bây giờ em nó còn tốt lắm, có muốn hiến nó cho bao nhiêu người đang chờ không? Thì chú của nó chạy tới hỏi nó, bây giờ con bị tai nạn vậy, con sắp mất, con sắp bỏ cái thân này rồi, bây giờ bao nhiêu cái mắt, tai, bộ phận trong người con còn tốt lắm, con muốn hiến cho mọi người để làm phước không con? Nếu mà con đồng ý thì con biểu lộ. Thì trong đó nó biểu lộ nháy mắt, thành thử ra hoặc là mình khấn cái người đó, anh hay chị hay ba má gì đó, mình biết thân này là giả, lúc đó mình khai thị cho họ. Tại lúc sống có thể họ chưa ready cái chuyện đó, nhưng khi họ gặp cái cơn vô thường tới thì cái sự giác ngộ nó cao lắm. Mình khai thị là người ta nghe liền. Đời là giả tạm hết, thân này là tứ đại. Giờ trước khi mình trả về cho các bụi mà sử dụng được, làm phước được, xả bỏ. Nói làm sao mà cho cái người đó phát tâm, khấn họ, rồi thì mình hiến cho khoa học. Sẵn đây Pháp Hòa nói cái vụ đồ đạc của người thân mất. Ví dụ như người thân mình đó, họ mất mà họ còn đồ tốt đó, quý vị đừng có dọn phòng của họ liền trong 49 ngày. Trong vòng 50 ngày đừng dọn gì hết, để yên đó. Tại vì sao? Vì mình phòng ngừa cái chuyện là họ còn dính mắc tiếc của. Rồi cái từng cuối cùng trước khi mình đem cho, mình khấn họ cái: thôi anh, bây giờ anh đã mất rồi, đồ đạc này của anh không còn xài được nữa, thôi anh hoan hỷ cho gia đình đó, cho những người nghèo, những người ta cần hơn mình có phước ha, không có gì giữ được đâu. Nói vậy xong, khấn họ xong, khai thị họ xong, đem cho. Có cái anh đến tự vận anh chết đó, đồ đạc của anh xài toàn đồ hiệu không. Thì khi đó gia đình đem lên cho Pháp Hòa mở ra, thấy còn đồ tốt không. Thì mình cũng lâm râm, mình nói hôm nay anh về chùa anh ở rồi, thôi mấy cái đồ tốt này cúng vô chùa cho các thầy, các Phật tử xài. Có bà cụ đó, con cái mới mua cái giường, nằm chưa được bao lâu cái chết cái gia đình cho chùa cái giường. Ai vô ngủ bà cũng đuổi hết, ai về ngủ bà cũng nói trả giường lại cho bà. Các vị vô nói cho Hoàng nghe là có một cái bà nào cứ tôi bà, một người nói, hai người nói, ba người nói, nhiều người nói giống nhau. Pháp Hòa biết cái giường đó chủ nhân là ai, cho nên Hòa đến ngay cái hình của bà cụ đó. Pháp Hòa thắp hương và nói: bà cụ ơi, bây giờ con cái bà thương bà mua cho bà cái giường này, bà nằm mà bà chưa có hết bà đi. Nhưng mà bà nhớ rằng một đời ta, ba đời nó, thôi bây giờ mình không xài để cho người khác xài. Mà đặc biệt là các Phật tử ta làm công quả chùa đó, ta nằm mình cũng có phước. Bây giờ mình về chùa mình ở rồi, mình về chùa mình ở rồi, các Phật tử ta về ta công quả mình cúng cho ta nằm thì có phước. Đâu đừng có dính mắc nữa nha. Nói vậy xong rồi từ đó về sau là không có thấy bà cụ đó về. Dựa theo phương thức tu tập Phật giáo chia làm 3 tông: Mật tông, Thiền tông, Tịnh độ tông. Như vậy Thiên Chúa giáo có thể nói là một hình thức Tịnh độ tông, phải không? Thưa đại chúng, mà trước khi nói này Pháp Hòa xin giải thích một chút. Đúng ra là đạo Phật không có tông gì hết đó. Đạo Phật không có tông gì hết đó. Đức Phật không có chia tông gì hết đó. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất á, các tổ mới phân chia các cái bài pháp của Đức Phật theo thể loại. Rồi bây giờ các tổ mới lập ra một cái tông để chuyên về cái đó. Thì chữ tông này là gì? Là tông chỉ. Nói tông chỉ nghĩa là tôn chỉ, mục đích. Ví dụ như mình lập một cái hội, phải có tôn chỉ của lập hội là gì. Ví dụ mình nói lập hội thanh thiếu niên, mình nói tôn chỉ là để phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam ở xứ người, vân vân. Thì cái tông chỉ là vậy đó. Vậy thì bây giờ các tổ mới chia ra Tịnh độ, Luật tông là gì? Là để chuyên về cái đó. Ví dụ như chỗ nào mà chuyên ngồi thiền là kêu Thiền tông. Chỗ nào mà chuyên niệm Phật cầu vãng sanh là Tịnh độ tông. Chỗ nào chuyên nói về luật giới cho người tu gọi là Luật tông. Chỗ nào chuyên tụng Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa gọi là Pháp Hoa tông. Như vậy là các tổ chia ra tổng cộng là 10 tông. Nhưng mà mới 10 tông đó là phải nói rõ là 10 tông của Phật giáo Trung Hoa. Chứ còn nguyên thủy đạo Phật không có tông nào hết. Rồi bây giờ ở đây câu hỏi là người niệm Phật có tương đương với Thiên Chúa Giáo không? Bởi vì cái ý nói là bởi vì bên Thiên Chúa Giáo là mình chết mình về thiên đường, còn Tịnh Độ Tông chết đi đâu? Về tịnh độ. Cũng là cái ý đó thôi. Tức là mình tin rằng mình ráng mình niệm Phật, mình tu thiện trong đời này để mai mốt mình có mất đi, mình được vãng sanh về một cái cõi nào đó gọi là cõi Cực Lạc Tây Phương, có giáo chủ ở đó là Phật A Di Đà. Thì đó cũng là một hình thức. Và bên kia cũng là hình thức tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ của người ta là gì? Trước hết chữ tịnh độ là gì? Tịnh là trong lắng, độ là nơi chốn, là quốc độ. Như vậy tịnh độ có phải duy nhất của Phật Di Đà không? Hay là Phật nào cũng có tịnh độ? Phật nào cũng có tịnh độ hết. Ví dụ như bây giờ mình kính ngưỡng Phật Dược Sư thì mình về tịnh độ Đông Phương. Mình kính Phật Di Đà thì mình về tịnh độ Tây Phương, Cực Tây Phương. Cho nên tịnh độ thì không hẳn chỉ là Cực Lạc Tây Phương, mà ở đâu cũng có tịnh độ. Vậy thì Phật Thích Ca có tịnh độ của Ngài không? Ở đâu? Ở đâu? Ta Bà nè. Tịnh độ của Phật Thích Ca là cõi này nè. Tại vì sao? Tại vì Phật lấy cõi Ta Bà làm tiêu chuẩn để độ sanh. Ta Bà còn gì? Còn giành giật, còn hơn thua, còn tị hiềm. Đó, tịnh độ của Phật Thích Ca còn đầy dãy này nè. Cho nên Phật Thích Ca phải có mặt ở đây để nói pháp này, pháp kia, lấy cái cõi này làm cái quốc độ của mình. Ví dụ như bây giờ mình ở Canada nè, mình đi về Việt Nam, mình đi đâu, ta hỏi chị ở đâu? Nó ở đâu? Canada. Bây giờ quý vị ở Toronto, quý vị ở miền Đông Canada, quý vị Pháp Hòa ở miền Tây Canada, nhưng mà quốc độ chung của mình là quốc độ gì? Canada. Như vậy thì chúng ta cũng có quốc độ của mình. Mỗi người đều có quốc độ của mình. Đó là quốc độ bên ngoài. Quốc độ bên trong là gì? Là cõi tâm của mình. Thể tâm mình mà tịnh thì là tịnh độ. Tâm mình mà phiền não khổ đau gọi là uế độ. Vậy thôi. Vậy thì bên Thiên Chúa lấy làm chuẩn là đức tin để về cõi Chúa. Tịnh độ là cũng có tính nhưng mà chưa đủ, phải đi xa hơn là nguyện rồi hành. Đủ ba yếu tố đó được về tịnh độ. Vậy thôi. Con xin hỏi một câu hỏi. Có khi sự đam mê thì có thể giúp cho tính an lạc, chẳng hạn đam mê âm nhạc giúp cho nhạc sĩ hoặc người chơi nhạc tránh được khổ lụy trong đời sống. Sự ham mê này có lợi và hại thế nào cho đường tu tập của người Phật tử? Thưa đại chúng, khi mình nghe nhạc, hát nhạc là chúng ta thường gọi là giải trí. Nghĩa là khi mình làm mệt mỏi trong cuộc sống, đôi lúc cũng có một chút âm nhạc để nó làm giải khuây. Điều đó không có sai. Nhưng mà nếu so ra những cái âm nhạc mà bi lụy thì nó cũng làm cho tâm hồn mình bi lụy một phần nào theo những bản nhạc đó. Cho nên lợi thì cũng có, nhưng mà lợi hại nhiều hơn lợi. Thí dụ mình đã nghe bản nhạc buồn coi, mà đa số khi nào mình nghe nhạc buồn, khi nào mình buồn á, nghe nhạc buồn cho nó tăng trưởng cái buồn lên, cho nó quằn quại lên. Đâu có, ít có người nào mà đang buồn cái mở nhạc Em Ơi Có Bao Lâu. Đâu có ai, ít ai. Người nào mà buồn là phải kiếm những nhạc bán nhạc mà nó rầu rĩ, nó thúi ruột á, nghe. Nói theo ngoài đời chút nghe cho nó đã. Thực sự ra có phải là mình lụy thêm không? Cho nên những cái bản nhạc á, nó không có gì tội lỗi, nhưng mình phải thấy được lúc nào mình nên nghe và mình nghe bao nhiêu. Pháp Hòa nhớ á, quý vị biết Ngài Ca Diếp á, Ngài tu khổ hạnh phải không? Mà Ngài tu khổ hạnh thì Ngài ăn cực, Ngài ở cực lắm. Vậy mà có một ngày á, Ngài ngồi trong tịnh xá mà có một đoàn hát đi ngang, họ đánh nhạc lên á. Đường về hôm nay tối thui, cô không thấy tôi, cô đùng tôi, cô nói tôi đuôi. Hát nhạc. Gì cái bài gì mà thờ ấy xa xưa có một chàng du đáng. thì Ngài ngồi ở trong nhà, trong tịnh xá vậy, mà Ngài nghe ngoài này đánh nhạc, mà Ngài đứng dậy, Ngài nhảy theo. Các thầy sư đệ ngạc nhiên vô cùng. Tại vì Ngài Ca Diếp là một vị đại đệ tử mà tu khổ hạnh, mà sao giờ Ngài lại nhảy đầm cái kiểu này? Đức Phật nói tập nghiệp. Vì Ngài Ca Diếp đã từng là nhạc sĩ của nhiều kiếp, chẳng qua đời này tu nó nén xuống chút thôi, nhưng mà hễ có là nó trồi lên, phải không? Bây giờ nè, quý vị có một số bản nhạc trong lòng không? Ôi cha, lúc nào biểu tụng kinh cũng tụng ghê gớm đó nghe. Vậy mà hễ mà lên xe mà ai mà tấn 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 là nhịp theo lon tanh lon lầu. Nghe cái điệu nhạc cái này mình là hòa theo. Cho nên ông thầy ông tu á, mà hồi còn trẻ ông cũng từng nghe nhạc, cho nên ông giờ ông tụng kinh thôi, chứ nhạc nằm dưới hết á, chủng tử nằm dưới hết á. Mà có một cái chú tiểu không à, con chú tiểu, con bữa chú Linh sẽ chở thầy mình có thể tụng kinh nhạc rap được không? Con hỏi chú con rap sao? Di đi đô và tiếng di đi đô. Cho nguy hiểm lắm, chủng tử. Cho nên bây giờ á, mình được hát nhạc, mà hát những cái bản nhạc gì mà nó có cái tính cách làm cho mình vui phấn khởi, thì cái đó nó có trồi lên đi nữa nó cũng đỡ lắm. Cho nên á, hát nhạc nó không có gì tội lỗi gì sai, nhưng mà nếu mình thấy rằng mình đang cần cái sự tu tập nhiều hơn, thôi giảm này. Trong thiền phái Trúc Lâm có 3 vị tổ. Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tổ thứ hai là tổ Pháp Loa, tổ thứ ba là tổ Huyền Quang. Mà tổ Huyền Quang là sử liệu rất ít. Khi mà đi tìm về cuộc đời của Ngài thì sử liệu rất ít, vì cuộc đời của Ngài Huyền Quang là một thi sĩ. Ngài làm thơ rất là nhiều, mà hãy mà bận thì làm thơ nhiều thì còn thì giờ tu không? Không. Cho nên lúc Pháp Hòa nhớ rất rõ, khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm tới Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài giảng đến Ngài Huyền Quang, Ngài mới nói: cho nên tôi mong ở dưới trướng của tôi, tức là các thầy á, bớt đi cái tính cách nghệ sĩ một chút. Tại vì khi mình vui nhiều quá thì mình lại lơ là cái chuyện tu tập. Nó không có gì, nhưng mà mình phải thấy mình cần gì. Mình thấy mình muốn cái này thì mình chấp nhận phải xả cái khác. Ví dụ bây giờ quý vị muốn tu là quý vị phải chấp nhận buông xả một số những cái vui và những cái chi phí không cần. Mà hễ mà mình tu rồi á, mình được cái phần tu á là mình xả cái phần đi chơi. Mà xả được phần đi chơi bù lại tăng được tiền. Tại vì tuần nào cũng nhậu là tuần nào cũng tốn. Không lẽ tới nhà người ta đi tay không? Ít nhất cũng kết bia, ít nhất cũng chút gì đó đem tới hùng mồi để nhậu. Thành thử ra cái này chuyện hồi đó dưới quê. Mấy ông dưới quê: ê nhậu nghe, tao có một đế một sĩ, để tao hùng có đậu phộng. Đi ra gốc dừa gốc cây bên bờ hồ nhậu, có gì đâu, có một gói đậu phộng thôi. Cho nên á, mình tu cũng vậy. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa mà lo cái chuyện khác thì chuyện khác phải bớt thôi. Cho nên bây giờ mình không lo gì khác hơn là lo đọc kinh không ngoài cái phạm vi tu tập của mình. Làm Phật sự, đi giảng diễn hay làm gì không ngoài Phật sự, mình thấy mình vui là tại vì tâm mình nó không có phan duyên ra bên ngoài. Nó không phan duyên. Quý vị biết chữ phan duyên không? Duyên là cái bên ngoài, mà phan là mình phóng theo. Phan là mình phóng theo. Thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây nè, đang chui vậy đó, mà hễ ở đằng sau lưng này mà ai mà làm gì cái rầm cái say qua, ai vậy? Chuyện gì vậy? Mình dễ phan duyên lắm. Mình rất là dễ phan duyên. Cho nên cái tu tập của mình là bớt phan duyên. Cho nên đó là mình muốn được cái sự tu tập thì mình nên nhẹ nhàng trong cái bớt đi cái phần kia. Và nếu có nghe đi nữa nên nghe những cái bài nhạc gì nó có tính cách khuyến khích mình nhiều hơn. Ví dụ mình hát những cái bài nhạc đạo, những cái nhạc đạo lúc nào nó cũng có cái tính cách nhắc nhở cho mình. Chúng con là đôi Phật tử chí tâm, trong cuộc đời mọi việc hành xử chúng con đều lấy trong Phật học áp dụng. Điều này đang mang kết quả tốt cho cuộc sống an lạc. Tuy nhiên có những lúc tranh chấp thì sự sân si vẫn còn thấy rõ. Sau đó chúng con thấy ăn năn muốn dẹp bỏ. Xin Thầy điểm giáo cho chúng con được tốt hơn. Thôi đủ tốt rồi, bởi vì lâu lâu mới nổi sân. Khi mà mình ứng dụng trong Phật học á, mà mình có được cái an lạc. Thỉnh thoảng trong cái sự đàm đạo á, nói chuyện á, mình có những cái gây gỗ sân si đó, là mình biết rằng mình vẫn còn chấp. Mà cái chấp này gọi là chấp pháp. Chấp pháp nghĩa là chấp những cái pháp gì mình biết, mình hiểu, cho nên mới đem ra gây gỗ. Thì khi mình tự biết đã là quý rồi, khi mình biết là đã quý rồi, thành nữa khi mình, nếu mà mình cố gắng mình khắc phục nó được đó, thì mình thăng tiến. Mà cái chỗ này là như Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, yết đế, cố gắng vậy đủ chưa? Chưa, phải ba la yết đế, cố gắng chút nữa cũng chưa đủ. Ba la tăng yết đế là cố gắng thêm chút nữa mới tới chỗ bồ đề ta bà ha. Thì Bát Nhã Tâm Kinh cũng đã nhắc mình cố gắng chưa đủ, cố gắng hơn nữa và cố gắng hơn nữa. Cũng giống như mình ấy, thương chưa đủ, rất thương, cái chữ rất đó đó. Cho nên á, người Phật tử mà có tinh tấn chưa đủ, phải dũng mãnh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, chiều nào á 7 giờ cũng mặc áo đi tụng kinh là mới tinh tấn thôi. Nếu ngày đó bạn mình mà gọi tới nói ê bà đi mua đồ sale không, mà quên mất giờ tụng kinh là biết không dũng mãnh rồi đó. Nói thôi bây giờ tôi tới giờ tụng kinh rồi, hay là tôi đã có cái hẹn đi hộ niệm cầu siêu rồi. Có cái gì mà nó không cần thiết mà nó vẫn không trì trệ mình được, mà mình vẫn qua nó được, chừng trường hợp đó gọi là tinh tấn dũng mãnh. Còn tinh tấn mỗi ngày là tinh tấn thôi, chưa dũng mãnh. Pháp Hòa ví dụ như một tháng ăn chay 10 ngày, đúng ngày mình ăn thì chuyện bình thường, đó mới tinh tấn à. Bữa nào con mình á, đúng ngay ngày rằm mà nó mua toàn mấy món độc về nó ăn trước mặt mình chứ. Đi vô lấy cái chén để dành cho má ăn miếng rồi, mai 16 má ăn. Có không? Có. Em nói là phải có. Tại quý vị hay mở em trong bếp mà. Nếu như mà con nó đem cái món đó về, ngày hôm nay mình ăn chay, mình khởi một cái niệm thèm cái đó, đi vô phòng ngồi niệm Phật, cái đó mới là dũng mãnh. Còn đằng này mình vẫn đưa cái chén ra, mình biểu múc lại miếng cho má mang 16 mang. Còn nó múc á, nhưng mà trong bụng nó tức cười lắm á. Nói oh my god. Còn không nữa nó oh my mom. Quý hiểu ý mà nói không? Chữ dũng mãnh là vậy đó. Một giây phút nào mình vượt được nó là dũng mãnh. Còn hàng ngày mình hành xử cái chuyện đó là bình thường. Ăn chay tháng 10 ngày, không ai mời mọc, không ai ăn gì đặc biệt, ăn là bình thường. Còn ví dụ như á, nếu mà mình đi ngang cái chỗ đó, mình thấy mà mình biết bữa nay rằm rồi đó, thôi kệ, lâu lâu mới ghé đây, mai về ăn phụ. Lâu lâu mới qua tới cái tiệm này xa lắm. Kệ, có khi còn bào chữa, ăn cho con nó vui. Nó vui sao được, má ăn nó tốn tiền chứ sao nó vui. Có không? Ai biểu sách em vô iPad làm chi. Cho nên lúc bàn thảo em nghe hết. Khi nào mà một giây phút nào đó mình vượt thắng được cái bình thường, giây phút đó gọi là dũng mãnh. Mãnh là sức mạnh, sức mạnh mình vượt qua được cái đó. Pháp Hòa ví dụ á, mình thấy cái mương nhỏ nhỏ mình phóc qua cái dễ rồi, nhưng mà nếu mà cái mương nó hơi to đó, mình đứng lên sao nhảy, bước ra lui một chút, lấy gì? Lấy trớn. Lấy trớn để phóng qua. Thì cái giây phút mình lấy phóng qua được đó, giọng mạnh đó. Hồi nhỏ mình có chơi nhảy dây không? Nhảy dây, mình nhảy dây không đụng đó nha. Nhảy dây của cao á, trời, lên tới đâu là mình hết ga tới đó. Mà nhảy qua được cái thôi đó là giọng mạnh. Mình cần nhảy cái kiểu đó lắm. Sẵn đây qua nói cái chuyện này một chút. Nhiều chuyện quá. Đức Phật có nói một bài kinh. Bài kinh này có tên là Vượt Bọc Lưu. Chữ bọc lưu là gì? Là một dòng suối, một dòng thác chảy mạnh. Nếu mà mình đang đi trong một dòng suối chảy mạnh thì Phật nói với mình đó, không được đứng yên, không được đi tới, mà phải nhảy qua khỏi dòng đó. Nếu mình đứng yên, nó kéo mình liền. Bị nước nó đang một cái mạnh mà, mình đứng yên là nó lôi mình liền. Mà hãy mình bước tới thì cái sự đắm chìm của mình đó làm sao? Nó còn dễ hơn nữa. Chỉ có một cách vượt khỏi cái dòng suối đó là gì? Phóng ra, nhảy ra khỏi bọc lưu đó. Thì thưa đại chúng, con người chúng ta tinh tấn thì có, mà dũng mãnh thì thỉnh thoảng thôi, chứ đa phần là không dũng mãnh. Thức khuya thì thức nổi, mà dậy sớm dậy không nổi. Nói theo mấy đứa nhỏ hồi xưa là có sức chơi, không có sức chịu. Cho nên mình biết là cái chỗ mà mình tu tập cũng vậy. Mình biết là mình có tu tập rồi, mình cũng rất là an lạc rồi. Còn chút đó mình không vượt qua được đó, tức là mình thiếu sự vận mạnh. Thân tâm thầy an khang. Con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày, nhưng mỗi lần gặp nghịch cảnh trong sinh hoạt mỗi ngày, con vẫn niệm trong lòng. Con niệm trong lòng nhưng vẫn còn bồn chồn, vẫn tin có Quan Âm gia hộ. Mong thầy khai thị thêm pháp nào cho con giảm bớt bồn chồn. Cái này là một cái tâm lý mình lo lắng bồn chồn, đó là chuyện bình thường. Mà may là mình có niệm Quan Âm rồi đó nha. Mình không niệm Quan Âm là mình còn dữ dội nữa. Cho nên khi mình có một cái niềm tin niệm Phật đó, tâm mình chưa có nhiếp định đó, thì cái lo lắng nó còn. Khi mình nhiếp vô mình quên đi cái sự bồn chồn. Không phải mình niệm Phật vậy là Phật linh, nhưng mà khi mình nhiếp niệm, tức là mình đưa tâm mình vô một cái mình quên kia. Pháp Hòa ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng mà ngồi thở đó. Quý vị ngồi thở đó, là khi quý vị chú tâm vô cái hơi thở thì quý vị quên cái lo khác. Quên cái lo là đậu xe hồi nãy quý khóa cửa chưa, đậu chỗ đó có bị phạt không, vân vân. Mình chú tâm vô cái này là mình quên cái kia. Cho nên mình niệm Phật mà chuyên nhất thì cái bồn chồn nó không còn. Mà bồn chồn chẳng qua là một tâm lý thôi, chứ không có gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình làm một cái việc gì đó mình chưa đủ tự tin đó, làm nhưng mà cũng còn lo. Khi nào quý vị làm một cái việc gì mà tự tin 100%, không lo gì hết. Tại vì cái món đó mình biết rất rành, cái cách đó mình biết rất rõ. Thí dụ quý vị biết đường đi tới đây á, quý vị đi không lo lắng gì hết, mà người không biết rồi nhìn bản đồ rồi nhìn tên đường vân vân, đi vẫn đi, tâm mình vẫn biết là mình đang đi tới, nhưng mà cái sự bồn chồn lo lắng còn, vì mình chưa tin chắc rằng mình biết được. Còn hễ mình tin chắc mình biết thì cái sự bồn chồn này không còn. Xin thầy giải thích niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm chết. Vậy niệm chết là niệm gì? Tại sao gọi là niệm chết? Thưa đại chúng, cái này nó nằm trong thập niệm. Trước hết mình nói chữ niệm nè. Niệm là nhớ nghĩ. Nhưng mà xưa nay á, mình chỉ biết có một chuyện thôi là niệm Phật. Mình xưa nay nói tới niệm là mình biết có niệm Phật à. Trong khi đó mình quên 9 cái niệm khác. Ngoài niệm Phật còn có niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hưu tức, niệm sổ tức, niệm vô thường, niệm chết. Tổng cộng là 10 niệm. Như vậy thì chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ đến Phật gọi là niệm Phật. Mình nhớ tới một câu kinh gọi là niệm Pháp. Mình nhớ đến đức hạnh của một vị thầy để giúp cho mình vượt khó khăn tu tập, đó là niệm Tăng. Rồi mình niệm rằng á, mình giữ những cái giới như là không nói vừa lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, là mình được sanh về cõi trời, gọi là niệm Thiên. Mình thấy người nghèo mình giúp đỡ cho họ, mình biết rằng á, cái người nghèo này cần sự giúp đỡ của mình, mà nếu có sự giúp đỡ của mình thì người này sẽ có rất nhiều lợi ích an vui. Niệm Thí. Niệm thí là nhớ nghĩ tới sự bố thí giúp người. Ví dụ khi mình ăn thì mình nhớ nghĩ có những người còn thiếu thốn, cho nên mình hy vọng là mình có đủ để mình chia sẻ cho người. Cái đó là niệm thí. Thì bây giờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm hưu tức, nghĩa là thôi bỏ qua đi, đừng có nghĩ tới nó nữa. Pháp Hòa ví dụ như mình mất của, bây giờ mất của mà nhớ hoài của cũng đâu tới đâu, phải không? Mà lúc đó mình mất an lạc, mất niềm vui, toàn là đem lại cho mình thêm cái khổ sở chứ không có lợi, thôi bỏ qua đi đó. Trường hợp mình nói nhớ hoài cái tiền mình bị mất cũng không có đem lại lợi ích cho mình, đó là niệm vô tức. Bây giờ cuối cùng Pháp Hòa nhảy mấy cái chỗ khác để qua cái niệm chết. Niệm chết là gì? Là mình phải thường nhớ nghĩ rằng đời người ai cũng chết, và con người của chúng ta sẽ có ngày đi đến cái chết. Và thường niệm như vậy để làm chi? Để bớt đi cái sự sân si chấp nhất, gọi là gây hấn, gọi là hiềm tị, vân vân. Bởi vì mình luôn luôn thấy cái chết nó đến trước mặt mình. Thưa đại chúng á, con người của mình á, nói theo phim Tàu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khi nào cái việc gì nó đến á, thì mình mới cảm nhận được cái đó, còn không thì thường thường là ít lắm. Cho nên á, thường quán chiếu cái đó cũng lợi ích cho mình, để mình thấy rằng á, mình sẵn sàng cho công việc đó. Lỡ nó có đến mình không quá khổ đau, mà lỡ nó đến với ai trong người thân mình, trong bạn bè mình, mình cũng biết đời người ai cũng chết. Cho cái đó gọi là niệm chết đó. Còn ví dụ như ta niệm sổ tức là niệm hơi thở. Thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra, cái đó gọi là niệm hơi thở đó. Thưa Thầy, con biết cha mẹ là hai vị Phật sống, dù có gì sai mình cũng không nói, vì muốn cho mai con thoải mái nên con nói cho nhiều người nghe. Phật sống làm sai thế gian này, con xin sám hối, con biết con có tội. Cái trường hợp này cũng chưa hẳn. Nếu như á, cái câu hỏi là con biết là cha mẹ con là người có ơn với con, mà giờ có nhiều khi cha mẹ làm con bực quá, con nín không nổi, con đi nói cho người khác nghe về ba mẹ của con đó, cái câu hỏi là đại ý vậy là con có tội không? Thì thưa đại chúng, nó tùy theo cái cách mà mình nói về ba mẹ mình cho ai đó nghe. Ví dụ bây giờ mình khổ quá, mình không có ai nói đó, mình lên mình tìm một người bạn, một người thân, một người thầy, mình chia sẻ những cái nỗi niềm của mình, mong người đó tiếp nhận cái sự chia sẻ của mình để an ủi, cũng như là mình cho ra những cái khó khăn của mình với người thân, thì cái này không có lỗi. Giống như mình đi gặp counselor vậy đó. Còn nếu như mình đi nói mà với cái tính cách là chỉ trích rồi chửi bới thì cái đó không nên. Cũng giống như mình gặp một cái người nào đó trong đồng đạo của mình, người ta có lỗi đó, mình có thể đến trực tiếp mình nói cho người ta nghe, khuyên lơn người ta, hoặc là mình chia sẻ với một ai đó có khả năng lắng nghe mình để giúp mình giải tỏa. Cho nên cái này cũng chưa hẳn, tùy theo cái cách mình nói cho người khác nghe, mình nói ở cái tone nào, cái âm điệu nào, cái dụng ý gì. Mình nói với cái dụng ý là tôi muốn cho thiên hạ này ghét má tôi, ghét cho ba tôi, đâu có ai nói về đâu không. Cái này là có lẽ do bực quá, là không ai trút thì kiếm người này kia rút vậy đó. Kính thưa Thầy, những người thân của mình mất trên 50 năm, mình có cần cúng cầu siêu nữa không? Thưa đại chúng, ai mất lâu rồi mình không cúng nữa cũng không sao. Nhưng mà sở dĩ mình còn cúng cầu siêu, cúng dỗ là bởi vì mình muốn nương cái phương tiện ngày dỗ ông bà để kêu gọi các con cháu trở về sum tụ trong một nhà. Thì cái ngày lễ đó là ngày lễ quan trọng. Pháp Hòa ví dụ ở đây nó có cái ngày lễ Thanksgiving. Mỗi năm ai cũng được nghỉ cái ngày lễ đó để tưởng niệm. Rồi lễ này lễ kia mình vẫn làm mà, phải không? Vậy thì dỗ ông bà mình có cúng cũng không phải là mê tín. Và mình cũng có thể ông bà nào không biết, không có về ăn đâu. Nhưng mà rõ ràng mình đang cúng cho một cội nguồn, cho cái văn hóa, cho cái truyền thống của mình không có mất. Thì cái cúng này nên giữ nếu mình khởi niệm bằng cái tâm đó. Mà khởi niệm bằng tâm đó thì cái cúng này có lợi ích. Cũng giống như á, thưa đại chúng, Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật Pháp đó. Trong tâm Pháp Hòa luôn luôn nghĩ một điều là vì tất cả mọi người, muốn cho mọi người thấu hiểu Phật Pháp để tu tập. Cho nên dù đến nơi đó có được tiếp đãi, có được ân cần, hay là bị người ta không có tiếp mình, hay là người ta đối xử với mình thế này thế kia, Pháp Hòa không có để tâm. Vì nếu như mình buồn cái đó, nghĩa là mình đi để cầu cái đó. Mình gạt được mấy cái đó, mình vì cái mục đích chung là đi đến vì tất cả cái lớn. Thì ở đây cũng thế, chúng ta làm việc gì chúng ta biết cái chính yếu chúng ta làm thì cái việc làm đó không có sai ý nghĩa. Dù người đó có nói ai sống đâu, ai chết đâu, ngồi ở đó 50 năm mà vẫn cúng, 50 năm rồi mà vẫn cúng, thế thì chúng ta mới còn tình còn nghĩa. Chứ nếu mà mới có 3 năm xong rồi không cúng là cái tình nghĩa mình nhạt quá. Hay là 10 năm rồi thôi đừng cúng nữa là nhạt lắm. Ông bà tổ tiên mình chết cả 100 năm rồi, mình còn đó mình vẫn cúng. Vì có cơ hội mình nhắc nhở lại cái đời sống của người thân của mình, cho con cháu mình nó nghe điều tốt hết. Đó là cái câu trả lời chia sẻ với quý vị. Thì bây giờ mình còn một hai câu hỏi nữa. Con có một vấn đề con đã ưu tư từ lâu, nay kính xin Thầy vui lòng giải đáp dùm con. Từ 9 năm qua cho tới vài tháng trước, con đã vào làm việc cho một hãng lớn chuyên nấu thịt gia súc rồi đông lạnh để bán cho những nhà hàng lớn và ở chợ. Họ mua thịt về nấu chứ không có giết, có khi nấu cả đồ chay. Con làm ở chỗ sắp xếp thịt sẽ được ướp sẵn để cho vào lò nướng hoặc chiên. Vậy con có bị cộng nghiệp sát sinh hay tội? Nếu có ý con phải làm gì cho hết? Xin những nghiệp tội đó và con cháu của con có bị ảnh hưởng hay không? Thưa đại chúng, cái này không phải là